trời quê hương các dòng đoàn kết tôi. Tôi muốn có nhân quyền, tôi muốn có Lạc Việt xin được kính chào quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu đặc biệt sinh hoạt live trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Xin quý vị cho biết liệu là có nghe được rõ ràng không ạ? Xin cho một tín hiệu. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Diễn đàn yểm trợ khối 8406, Diễn đàn Quốc dân dựng cờ dân chủ và Hội đồng liên kết đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, tranh đấu cho nền dân chủ pháp trị, tôn trọng nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Hôm nay Chủ nhật mùng 2 tháng 10 năm 2016. Chương trình hội luận 8406 hợp tác sinh hoạt với diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Hội luận tuần lễ thứ 416, hân hạnh được tiếp đón Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, vị đại diện cho ban điều hành khối 8406. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, bình luận gia thời cuộc Việt Nam. Quý đài radio Việt Nam Tự Do, đài radio dựng cờ dân chủ, các website Lạc Việt News, 8406 News, diễn đàn người dân Việt Nam.com. Quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn. Đề tài hội luận hôm nay, Cộng sản Việt Nam sẽ chết theo quy trình, do tiến sĩ Lê Minh Nguyên đặc trách hội luận. Để mở đầu chương trình, mời quý thân hữu cùng giơ tay lên trong nghi thức khai mạc. Lễ chào cờ Việt Nam Tự Do bắt đầu và xin mời quý óc post lá cờ Việt Nam Tự Do. Thank you.
phút cầu nguyện và mặc niệm để tưởng nhớ đến Quốc Tổ Hùng Vương, các vị anh hùng liệt nữ và các vị nhân sĩ đã đóng góp trí tuệ, sức lực, xương máu để bồi đắp nên dải Giang Sơn gấm vóc là nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam. Đặc biệt để tưởng nhớ công đức hai Bà Trưng Bà Triệu đánh đuổi quân Đông Hán, Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt phá Tống Bình Chiêm, đời nhà Trần ba lần đánh đuổi giặc Nguyên, vua Lê Lợi Nguyễn Trãi đánh đuổi giặc Minh, vua Quang Trung diệt quân Thanh. Để tưởng nhớ 74 chiến sĩ hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 chống Trung Cộng xâm lược. Chúng ta cầu nguyện cho các chiến sĩ dân chủ nhân quyền, dân oan khiếu kiện, dân oan tôn giáo, các bạn trẻ, sinh viên, yêu nước đang bị bạo quyền Việt Cộng trù dập hoặc đang chịu đày ải trong các trại tù. Phút cầu nguyện qua bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông, để chúng ta tưởng nhớ đến tiền nhân của chúng ta đã anh hùng dựng nước và giữ nước, và nhớ lại hòn ngọc Viễn Đông đã từng hiện diện trên đất nước ta, trên bầu trời Đông Nam Á. Phút cầu nguyện và mặc niệm bắt đầu. Hôm nay cũng thật đặc biệt, chúng ta thêm lời cầu nguyện cho các cuộc biểu tình đuổi Formosa cút về nước, trả lại biển sạch, cá sạch cho ngư dân và cho người dân Việt Nam. Chủ nhật hôm nay, trong quốc nội đã có cuộc biểu tình thật lớn ngay trước cổng nhà máy gang thép Formosa với hàng chục ngàn người dân tham dự biểu tình trong trật tự. Và hệ thống công an và nhà cầm quyền đã phải tháo chạy. Và cũng trong tuần qua, hàng ngàn ngư dân đã nạp đơn kiện Formosa đòi thỏa đáng cho sự thiệt hại vô cùng to lớn của người dân vùng Vũng Áng. Đây là một tiến trình có thể xoay đổi thời cuộc, tìm lại ấm no, hạnh phúc cho người dân. Vâng, phút cầu nguyện và mặc niệm đã kết thúc. Và Lạc Việt xin chân thành cảm ơn quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu đã giơ tay lên trong nghi thức khai mạc. Kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu, và đặc biệt quý thân hữu đang sinh hoạt live trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Như thường lệ, chúng ta hãy cùng chào đón
Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, vị đại diện cho ban điều hành khối 8406. Lời mở đầu của ngài cho buổi hội luận hôm nay với tiến sĩ Lê Minh Nguyên, mà cái đề tài này nó hơi dài dòng, của tiến sĩ Lê Minh Nguyên, Lạc Việt đã thu ngắn lại, đó là chủ đề Cộng sản Việt Nam sẽ chết theo quy trình, và chữ quy trình này đóng mở ngoặc và có dấu hỏi. Nhất là sau những cuộc biểu tình, một số cuộc biểu tình của dân Vũng Áng, của dân miền Trung đã liên tục nổi lên suốt gần 2-3 tháng nay, và đặc biệt ngày hôm nay là ngày Chủ nhật đã có một cuộc biểu tình thật lớn, và với một cái sự đoàn kết của người dân xung quanh vùng Vũng Áng đã làm cho hệ thống công an của nhà cầm quyền phải tháo chạy. Rõ ràng nếu người dân chúng ta bắt tay nhau mà thực hiện một cái tiến trình đấu tranh kiên quyết như thế này, thì dù cho có súng đạn, dù cho có hàng triệu quân đội, dù cho có hàng 500.000 công an, chúng ta cũng nghĩ rằng người dân sẽ chiến thắng. Chúng ta cầu nguyện cho tiến trình này càng ngày càng mở rộng, và những cuộc biểu tình, những cuộc khiếu kiện càng ngày càng lan rộng và đạt hiệu quả tranh đấu cao. Chắc chắn tiếng nói của Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi sẽ chia sẻ với chúng ta về công cuộc đấu tranh tại quốc nội. Mà cuộc đấu tranh này trong tờ Tự Do Ngôn Luận còn nói thẳng, đây là một cuộc đấu tranh cuối cùng, và phần thắng phải về nhân dân Việt Nam. Vâng, Lạc Việt một lần nữa xin thay mặt cho chương trình hội luận 8406, xin được kính mời Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi có đôi lời mở đầu cho buổi hội luận hôm nay, và cũng là những lời chào đón vị diễn giả hôm nay, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, tất cả quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn. Xin được kính mời tiếng nói của Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, và cảm ơn hồn nhiên đã nối đường lại. Vâng, con mời cha. Xin thưa vãn đàn là hiện giờ cha Con lời nghe, chưa? dạ cha nghe hơi chập Bây giờ chắc chờn vậy nhưng hả? dạ con mời cha. Xin cảm ơn cô Hồ Như Yên đã thiết lập dịp cầu. Xin kính chào tất cả quý anh điều hành cả diễn đàn hôm nay, quý bạn tham dự, và nhất là tiến sĩ Lê Minh Nguyên là vị diễn giả chính của chương trình. Thì thưa quý vị, chúng ta hôm nay họp nhau trong một cái tinh thần là phấn chấn, bởi vì mỗi ngày hôm qua ở tại Việt Nam có một cái biến cố lớn, có thể nói là đánh dấu một cái khúc quanh quan trọng trong cuộc biểu tình, trong cuộc là tranh đấu đòi nhân quyền tại Việt Nam. Quý vị biết là ngày 22 tháng 9 vừa rồi thì các giáo dân ở giáo xứ là Đông Yên đã yêu cầu nhà cầm quyền phải bồi hoàn cho họ là 2.000 tỷ, căn cứ trên những thiệt hại mà họ đã chịu và sẽ chịu. Giáo xứ Đông Yên là giáo xứ ngay cạnh là nhà máy Formosa Vũng Áng. Đến ngày 26 thì lại có một giáo xứ khác là Phú Yên ở Nghệ An, cách Formosa là 200 km về phía bắc. Dưới sự hướng dẫn của cha Đặng Hữu Nam đã đi về cái tòa án nhân dân là huyện Kỳ Anh để là nộp đơn, và đoàn người đã đi ngang qua Formosa, và họ đã thấy rất nhiều cái là công an cảnh sát là bảo vệ. Nhưng mà ngày hôm qua đấy, ngày mùng 2 tháng 10 đấy, sau cái thánh lễ Chúa Nhật, thì các giáo xứ ở xung quanh cái vùng Vũng Áng đấy, tức là gồm nhiều giáo xứ ở khu vực là Vũng Áng đó, đã được loan báo là bây giờ xin mời bà con giáo dân đến tại nhà máy Formosa để biểu tình. Đây là một cái sự là giấu kín một cách rất là chiến thuật, cái nhà cầm quyền tại địa phương là không hề biết.
Và thế là cả hàng ngàn người và hàng chục ngàn người, có con số lo cho biết lên tới 20, gần 18.000 người ấy, đã đi tới cái sân rộng trước cái nhà máy Phoenix ở Vũng Áng để bắt đầu biểu tình. Trước hết là giáo dân Đông Yên ở ngay sát cạnh, rồi các giáo dân ở các xứ khác. Họ đã đến đó thì bên chính quyền cũng đã sai là một số là cảnh sát là cơ động, sau đó thêm một số là bộ đội đến để mà trấn giữ cái cửa nhà máy Phoenix. Thì dân chúng đã ao tới. Và vì là bên phía lực lượng của nhà nước đã ra tay trước, đánh dùng gậy để đánh người dân, cho nên họ đã phải là đáp trả bằng gạch đá, bằng gậy gộc, cũng tất cả các sự phẫn nộ mà đã tích lũy từ năm tháng nay, do là cá chết, do thất nghiệp, do điêu đứng, do đói khát, và nhiều người dân đã đuổi được là cảnh cũng như là bộ đội ấy, chạy ra khỏi cái cổng, chạy đi xa khỏi cổng. Và sau đó thì đoàn người đã tới là biểu tình trong trật tự, và trong trật tự là hát những cái lời ca tôn giáo, rồi lần chuỗi, rồi cũng hô những cái khẩu hiệu là Phật Quốc gia cứu khỏi Việt Nam. Cái người hướng dẫn cái cuộc biểu tình lớn lao này là linh mục Trần Đình Lai, là quản sứ ở là Đông Yên, cái người mà hôm 22 đã đứng đơn để mà đòi nhà nước phải bồi thường 2.000 tỷ đấy. Linh mục Trần Đình Lai đã kêu gọi đồng bào là hãy tẩy chay Phoenix và nhận về Phoenix rằng là chúng tôi hôm nay tới đây là chục ngàn người thôi, nhưng mà chúng tôi không vào, chúng tôi có thể kéo tới cả 1 triệu người, và tới khi đó là cả ông đang có hoạt động thì đừng có trách người dân đó. Rồi sau đó khi đoàn người rút đi thì các thanh niên một số giáo giáo sứ đã cầm băng rôn điều ngự leo lên cái bức tường thành, bức tường mà trước cổng Phật Mô ra để mà bày tỏ cái sự là chiến thắng. Rồi sau đó người ta thấy trên các cái bức tường màu trắng của Phật Mô ra là có những hàng chữ từ tiếng Việt cho tới tiếng Anh là Phật Mô ra cứu khỏi Việt Nam, trong đó thậm chí có câu là Nguyễn Tấn Dũng là chó bán nước. Có những câu khác để nói lên cái sự phẫn nộ của người dân. Đây là cái dấu hiệu để cho thấy rằng cái ngày tàn của Cộng sản đã đến gần. Dĩ nhiên cái cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ còn dài, và người ta hy vọng rằng là cái cuộc đấu tranh bằng pháp lý được khởi sự từ ngày 26 là tháng 9 đấy. Cuộc đấu tranh nó có 600 người, hơn 500 người, rồi đây sẽ tới 5.000 người và sẽ tới 50.000 người ấy, là cùng nộp đơn khởi kiện Phật Quốc gia tại cái tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, thì sẽ gây lên một cái cơn sốt pháp lý và là một trận chiến pháp lý đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vì là như là luật sư Lê Công Định đã nói, nhà cầm quyền Cộng sản trong vụ này có hai cái sai lầm. Một là sai lầm pháp lý chiến lược là đã đứng về phía Phật Quốc gia, và sai lầm pháp lý chiến thuật là đã cấm người dân là khởi kiện tập thể, họ sẽ phải đau đầu. Và có thể đó là một cái dấu hiệu để cho thấy cái cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ đến cái thành tựu. Hôm nay là tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ đến với chúng ta trong một bài phân tích. Vậy là tiến sĩ Lê Minh Nguyên là một cái nhà chính trị học rất là sâu sắc, đã có những cái bài phân tích ở trên mạng từ lâu. Ông sẽ cho chúng ta biết là cái thế là diệt vong của cộng sản đã mang trong mình nó hai cái mầm mống từ diệt, đó là bạo lực và dối trá. Con người sinh ra ở đời dị ứng về hai sự dối trá và bạo lực, và chỉ có là thích ứng được như vậy là sự thật và tình thương, nhưng mà cộng sản đã dùng về bạo lực và dối trá để mà giành chặt quyền, và nó cũng đã tồn tại cũng khá lâu.
Ở bên Đông Âu thì Liên Xô thì cho tới năm 1991 thì tiêu chủng rồi, nhưng mà nó vẫn còn tồn tại tại Việt Nam và Trung Quốc cũng như là Bắc Hàn, nhưng mà nó cũng thể tồn tại mãi. Con đường tự diệt của nó đang đến gần. Hôm nay tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ cho chúng ta thấy cái con đường đó, để một là chúng ta thêm hy vọng, hai là chúng ta thêm quyết tâm đẩy nhanh cái sự sụp đổ của Cộng sản càng sớm càng tốt, để cho dân tộc chúng ta được khổ và cho tổ quốc của chúng ta khỏi cái nguy cơ tay cái tàu cộng. Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Minh Nguyên hôm nay là đến với diễn đàn. Xin cảm ơn cô Hồ Duyên đã làm nhịp cầu, và xin cảm ơn quý vị đã lắng tai nghe. Tôi xin hết. Lạc Việt xin thay mặt cho chương trình hội luận 8406 cũng như quý thân hữu, quý bậc trưởng thượng trên các chương trình của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, các đài radio và các website, xin chân thành cảm ơn những lời mở đầu của linh mục Phêrô Phan Văn Lợi hôm nay, đặc biệt là công cuộc đấu tranh rất là phải nói là hào hùng của người dân cũng như các giáo hữu của các họ đạo thuộc giáo phận Vinh, thuộc cái vùng Vũng Áng, cái vùng mà bị thiệt hại nhiều nhất do cái vấn đề xả chất độc của Phọc Mô Sa và cũng như thả chất độc xuống biển của bọn Trung Cộng. Vâng, và bây giờ thì chúng ta trở về với đề tài chính với lại tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Mà cái phần chủ đề hôm nay tiến sĩ Lê Minh Nguyên đã dùng như thế này, là dùng duy vật sử quan của Cộng sản để nói về sự sụp đổ của Cộng sản ở Đông Âu, Liên Xô và nhất là điểm hẹn Việt Nam. Có lẽ là tiến sĩ Lê Minh Nguyên muốn nói tới Việt Nam là cũng đang trong tiến trình giống như Đông Âu và Liên Xô. Lạc Việt thì xin được dùng một cái nhóm từ nó ngắn gọn: Cộng sản Việt Nam sẽ chết theo quy trình. Chấm dấu hỏi. Chữ quy trình ở đây chúng ta thường thấy Việt Cộng hay dùng cái danh từ này để nói, giống như Nguyễn Bá Thanh chết theo quy trình, vân vân và vân vân. Có nghĩa là mọi sự đã được sắp xếp để cho chúng nó sụp đổ, và sự sắp xếp đó chính cái nội tại của chế độ Cộng sản nó sẽ dẫn đến cái sự sụp đổ đó. Và cái việc của chúng ta làm là những cái việc tác động, cái việc giúp cho công cuộc đấu tranh nổi lên ở khắp mọi nơi để có thể tạo tác động vào cái quy trình diệt Đảng Cộng sản Việt Cộng tại trên đất nước Việt Nam sớm hình thành. Vâng, xin được kính mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Cảm ơn anh Lạc Việt, cảm ơn Linh Mục Lợi. Xin quý anh chị nếu mà có nghe tôi được thì xin cho biết ạ. Cảm ơn Hồng Nhiên, cảm ơn Phong Lan và anh Lạc Việt. Trước tiên là kính chào Linh Mục Phan Văn Lợi, cũng như là anh Lạc Việt, cũng như là tất cả anh em trong diễn đàn, nhất là những anh em tổ chức diễn đàn đã có nhã ý mời tôi để nói chuyện ngày hôm nay về cái đề tài mà chính yếu, mà tôi có thể nói rằng anh Lạc Việt rất là hay khi mà anh đã tóm tắt một cách rất là ngắn gọn là Cộng sản Việt Nam sẽ chết theo quy trình. Bởi vì cái câu tôi dùng thì nó khá dài, thành ra nó hơi phức tạp mà nó có hơi lý thuyết, nhưng mà thường thường tất cả những cái sự mà diễn ra trong xã hội nó đều là từ những cái nguyên tắc, những cái lý thuyết, thành ra tôi có nói vấn đề nó hơi lý thuyết, tức là dùng duy vật sử quan của Cộng sản để nói về sự sụp đổ của Cộng sản ở Đông Âu, Liên Xô và điểm hẹn Việt Nam. Thì kính thưa quý vị, duy vật sử quan hay còn gọi là chủ nghĩa duy vật lịch sử, thì nó nghe nó trừu tượng, nhưng mà để một cách dễ hiểu, tôi nói về những cái nguyên tắc của lý thuyết thôi chứ không có đi vào cái lý thuyết, để nó làm cho quý anh chị có thể bị mất cái tập trung. Cái nguyên tắc của cái lý thuyết cộng sản á, thì cái lý thuyết cộng sản họ đặt
là cái xã hội, cái thế giới loài người là xã hội của vật chất, tức là chỉ vật chất, họ không có những cái điều mà họ không biết thì họ phủ nhận, tức là họ không biết, không biết thì không chịu nói là không biết, nhưng mà phủ nhận tức là cái phần tinh thần, cái phần mà tâm linh thì họ phủ nhận, thì họ coi cái xã hội của cái thế giới loài người thì thuần túy là vật chất, thì chúng ta nói là duy vật, tức là thuần túy về vật chất, tức là họ coi con người giống như đồ vật vật chất thôi, chứ không có cái phần linh hồn, không có phần tâm linh. Thành ra do đó mà họ bài bác tôn giáo, bởi vì họ có cái chủ trương của họ là tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Thì cái vô thì vô tôn giáo, tức là họ bài bác những cái phần tinh thần, phần tâm linh. Thì nói là duy vật, tức là nói cái chủ nghĩa họ chỉ để ý tới vật chất thôi, họ không coi tới cái phần tinh thần hay là linh hồn. Cái gì không biết thì họ lại phủ nhận, mà họ không nói là họ không biết. Thì cái duy vật sử quan này là thế nào? Duy vật sử quan tức là họ nhìn cái lịch sử, duy vật sử quan hay họ còn gọi là chủ nghĩa duy vật lịch sử, tức là họ nhìn cái lịch sử của nhân loại, của cả nhân loại ha, của mỗi dân tộc, nếu nó đều là những cái biến đổi của vật chất, tức là những cái quan hệ sản xuất vật chất mà nó tạo ra cái xã hội, nó tạo ra cái lịch sử, chứ nó không có cái gì khác hơn là cái vật chất nó tạo ra cái lịch sử. Duy vật sử quan tức là nhìn lịch sử bằng cái quan niệm của vật chất, của duy vật. Thì đối với họ là cái quan hệ sản xuất nó là cái cấu trúc hạ tầng, tức là cái nền tảng, cái nền móng. Thí dụ cái nhà nó có cái nền móng, thì cái nền móng đó, nó là cái quan hệ sản xuất, và ở trên cái nền móng đó là một cái thượng tầng kiến trúc. Và cái thượng tầng kiến trúc đó là gì? Là chế độ chính trị, là luật pháp, là những cái cơ chế chính quyền, là tất cả những cái thứ khác nó xây ở trên cái nền tảng đó. Tức là cái quan hệ sản xuất nằm ở dưới là cái hạ tầng cơ sở, nó sẽ quyết định cái thượng tầng kiến trúc. Cái hạ tầng cơ sở như sản xuất ở cái mức thấp thì là cái thượng tầng kiến trúc của cái chính quyền ở mức thấp. Cái hạ tầng cơ sở sản xuất mà ở mức cao thì cái thượng tầng kiến trúc, tức là cái chế độ chính trị chính quyền nó ở cái cấp gọi là phát triển cao hơn. Thì nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là cái hạ tầng cơ sở nó lại, cái hạ tầng cơ sở đó nó lệ thuộc vào cái lực lượng sản xuất, tức là cái lực lượng lao động sản xuất theo cái kỹ thuật sản xuất, cái phương pháp sản xuất. Thì cái hạ tầng cơ sở mà cái lực lượng sản xuất á, nó thay đổi á, thì nó sẽ đưa tới cái sự mâu thuẫn của cái quan hệ sản xuất cũ. Tôi lấy thí dụ ở cái thời du mục thì cái hạ tầng cơ sở là câu cá và săn bắn. Thì cái với cái hạ tầng cơ sở là câu cá và săn bắn đó, thì nó đưa tới là cái thượng tầng á, là những cái nền chính trị nào mà họ xây dựng trên cưỡi ngựa bắn cung, thí dụ như thành Cát Tư Hãn chẳng hạn, thì là những cái thượng tầng đó nó có thể nó là khống chế cái xã hội lúc đó. Thì khi mà chúng ta nói là cái hạ tầng và cái thượng tầng là cái hạ tầng là cái sản xuất ra kinh tế, và đó là cái nơi mà cái lao động nó tập trung. Thì đối với cái quan niệm của gọi là duy vật lịch sử, chủ nghĩa duy vật lịch sử hay là duy vật sử quan, thì nó là cái sản phẩm của cái biện chứng pháp và duy vật biện chứng của cái lý thuyết cộng sản. Lý thuyết cộng sản nó nói rằng là cái xã hội luôn luôn biến động theo cái luật biện chứng. Cái luật biện chứng là như thế nào? Cái luật biện chứng là nó có một chính đề thì luôn luôn nó phải có phản đề. Thí dụ như trong cái nguyên tắc của cái vật chất á, thì nó có matter, thì nó có cái antimatter. Và matter nó là cái vật chất, nó với cái chống vật chất á, nó đụng nhau, nó sẽ sản xuất, nó sẽ ra một cái khác.
thì cái biện chứng pháp á, là cái lý thuyết của biện chứng pháp là gì? Có một chánh đề thì luôn luôn phải có một cái phản đề, và chánh đề nó gặp phản đề thì nó ra cái hợp đề, và cái hợp đề qua thời gian á, thì cái hợp đề nó sẽ biến thành chánh đề, nó biến thành chánh đề để mà nó sẽ gặp một cái phản đề khác và nó sẽ ra một cái hợp đề mới. Tức là cái sự biến động của cái thời gian á, thì nó sẽ đưa cái chính đề nó đưa cái hợp đề thành cái phản đề, xin lỗi, cái đưa cái hợp đề thành cái chính đề để nó gặp cái phản đề mới. Tôi lấy thí dụ như là một cái thí dụ dễ hiểu, thí dụ người đàn ông, cái phản đề người đàn ông là người đàn bà, mà nếu nó phản ứng nhau, thí dụ như đàn ông người đàn bà có thể kết hợp nhau để đưa ra cái hợp đề đứa con. Đứa con qua thời gian chính đứa con nó sẽ trở thành một cái chính đề để nó gặp một cái phản đề và nó sẽ cho cái hợp đề, cứ thế mà nó cứ biện chứng nó đi tới. Thì cái luật biện chứng là nó cứ chính đề gặp phản đề ra hợp đề. Nó có một cái vấn nạn thì nó có cái cách quyết cái vấn nạn, để nó ra cái solution, một cái giải pháp, và cái giải pháp đó qua thời gian nó sẽ trở thành cái vấn nạn, và cái vấn nạn nó cần phải có một cái cách giải quyết để nó ra một cái solution, một cái phương pháp giải quyết, và phương pháp đó qua thời gian nó lại là vấn đề. Thì cái đó, cái nguyên tắc của nó là động tính, nó đi từ cái trạng thái này qua trạng thái khác. Thì đó là cái biện chứng pháp của cộng sản. Cái biện chứng pháp của cộng sản nó cộng tới cái chủ trương duy vật của cộng sản thì nó gọi là duy vật biện chứng. Cái biện chứng pháp thì không phải là của cộng sản, nhưng mà cái duy cộng sản nó dùng cái biện chứng pháp là một cái phương pháp luận, và nó lấy cái vật chất nó thêm vào để mà nó lý luận là cái biện chứng đó nó dựa vào cái vật chất mà nó đưa ra một cái cấu trúc xã hội. Thì nguyên tắc của nó là biện chứng pháp cộng với duy vật nó ra là cái duy vật biện chứng. Rồi cái duy vật biện chứng đó đó thì nó nhìn cái lịch sử bằng cái duy vật sử quan, tức là nó đưa tới là cái phân nó phân phố nó chi phối cái xã hội, cái lịch sử của cái nhân loại. Thì do đó mà chúng ta thấy rằng là khi mà cái lực lượng sản xuất nó thay đổi thì nó làm cho cái hạ tầng cơ sở nó mâu thuẫn với cái hạ tầng cơ sở cũ, thì nó đưa tới cái đưa tới cái thay đổi cái quan hệ sản xuất, nó tạo thành một cái quan hệ sản xuất mới. Mà khi mà nó tạo thành cái quan hệ sản xuất mới á, thì tức là cái hệ thống chính trị nó bắt buộc nó phải thay đổi theo, nếu nó không thay đổi theo là nó sụp đổ. Đây là cái vấn đề mà là cộng sản họ đang gặp. Bởi vì họ đang gặp là cái hạ tầng kiến trúc vật chất của họ đã thay đổi, và cái thượng tầng chính trị là chế độ của họ không thay đổi, họ vẫn là kiên trì với Mác Lê, là Mác Lê tư tưởng Hồ Chí Minh, tức là sau này họ thêm tư tưởng Hồ Chí Minh vô, nhưng mà dân họ vẫn kiên trì Mác Lê, họ vẫn không thay đổi, tức là một cái nhà nước luôn luôn là chuyên chính, độc tài chuyên chính. Thì cái thượng tầng của họ là không thay đổi, mà trong khi đó cái hạ tầng kinh tế ở tại Việt Nam bây giờ nó thay đổi. Chúng ta đã thấy nó thay đổi, nó đi từ cái thời bao cấp, thời thời bao cấp, tức là họ chiếm chính quyền 1945 cho tới 1975 là cái xã hội bao cấp, là cái nền tảng của cái xã hội bao cấp, họ làm cái chính quyền chuyên chế, chuyên chính vô sản. Nhưng mà từ có thể 1945 cho tới 1986 chứ. Bởi vì 1945 tới 1975 là ở miền Bắc, và ở miền Nam là 1975 tới 1986. Tức là tới 1986 á, thì họ bắt đầu họ đổi mới kinh tế, thì tức là họ tạo ra thêm một cái thành phần tư tư bản tức là tư sản tư nhân, tức là cho tư nhân có quyền có tài sản. Thì họ bắt đầu họ undermine, họ bắt đầu họ thay đổi cái hạ tầng cơ sở. Họ thay đổi cái hạ tầng cơ sở đó đó thì họ vẫn chưa thay đổi cái thượng tầng kiến trúc. Thì
Họ không có thay đổi cái thượng thượng tầng kiến trúc ấy, thì bây giờ cho tới vào 1900 năm 2007 ấy, tới lúc mà Việt Nam đi vào cái gọi là cái tổ chức thương mại quốc tế đó, thì họ nói rằng là xã hội chủ nghĩa, tức là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mà kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tức là họ chấp nhận cái hạ tầng cơ sở là bắt đầu nó có tư bản rồi, là có kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường là tư bản. Và nhưng mà họ không để mất thì cái mắt lê của họ, thành ra họ nói là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì tuy là nó chưa có đi mà nó đã cái nền tảng hạ tầng của họ đã bắt đầu thay đổi rồi, họ bị undermine, bị rung rinh. Thì chúng ta thấy là từ 2007 cho tới bây giờ là họ bắt đầu họ sắp sửa họ vào TPP. Thì họ vào TPP đối tác xuyên Thái Bình Dương với 12 quốc gia đó, thì bắt buộc là cái đuôi gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa đó phải đứt luôn. Cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa đứt luôn đó, tức là cái nền tảng gọi là cái hạ tầng cơ sở của họ đó nó sẽ không còn là cái mắc lê nữa, tức là nó cái hạ tầng như vậy thì nó phải giải quyết cái thượng tầng. Nên nhớ cái nguyên tắc của họ là cái hạ tầng cơ sở quyết định cái thượng tầng kiến trúc, tức là cái nền tảng kinh tế của người dân của xã hội như thế nào thì nó quyết định cái chính trị của cái đất nước. Và khi mà nó hoàn toàn gọi là bao cấp á, thì cái hệ thống gọi là vô sản chuyên chính, khi mà nó bắt đầu nó lai căng, nó qua là kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, tức là họ chấp nhận cái hạ tầng cơ sở nó có tư nhân, yếu tố tư nhân được quyền tư hữu, mặc dù chưa được quyền tư hữu đất đai nhưng mà những cái tư hữu khác được quyền, thì nó là cái hạ tầng cơ sở nó bị thay đổi. Thì theo cái luật của họ đó thì cái hạ tầng cơ sở thay đổi thì cái thượng tầng nó phải thay đổi theo. Còn cái thượng tầng không thay đổi theo đó, thì là một ngày nó nào đó thì nó phải hoặc là nó phải trở lại cái hạ tầng cũ hoặc là cái thượng tầng nó phải sụp đổ, nó chỉ có hai cái đó thôi. Thì trở lại vấn đề đây thì duy vật sử quan nó nhìn vấn đề, thí dụ như ở trong cái thời đại gọi là chúng ta có thể nói gọi là cái thời đại mà gọi là câu cá săn bắn đó, thì cái lực lượng lao động đó, là nó nằm ở chỗ cái vấn đề là đi câu cá hoặc đi săn bắn. Và nếu mà để câu cá săn bắn mà thành công đó, thì thường thường đó, là nó cái cơ chế nó xây dựng một cái thượng tầng kiến trúc là cưỡi ngựa bắn cung. Thì do đó mà cưỡi ngựa bắn cung á, là ai mà nước nào cưỡi ngựa bắn cung giỏi thì nó sẽ khống chế xã hội, thành ra do đó Mông Cổ với thành Cát Tư Hãn khống chế được xã hội. Thì khi mà cái hạ tầng cơ sở nó thay đổi, nó qua nông nghiệp, tức là người ta sản xuất, người ta không có đi câu cá săn bắn nữa mà người ta bắt đầu trồng lúa để mà sống, sống bằng nông nghiệp, thì cái hạ tầng cơ sở nó đã thay đổi từ từ câu cá săn bắn nó ra qua là trồng lúa, thì là cái thượng tầng kiến trúc nó phải thay đổi qua những cái chế độ quân chủ, tức là những ông vua, những hoàng đế. Rồi khi mà cái hạ tầng cơ sở nó thay đổi là người ta cái phương tiện sản xuất, cái lực lượng lao động, ở đây chúng ta nói là khi ta nói đó là nói cái lực lượng lao động nó không có bắt đầu nó đi từ cái nông nghiệp, nó đi qua kỹ nghệ, tức là cái đó là những cái nhà máy hãng xưởng, lực lượng lao động nó tập trung vô cái những cái kỹ nghệ, thì cái thượng tầng kiến trúc là những cái chế độ tư bản, những chế độ tư bản. Và bây giờ là cái hạ tầng cơ sở nó đang đi vào cái lực lượng lao động nó đi đi vào cái gọi là thời đại thông tin, nó đi vào thời đại thông tin, lực lượng bây giờ lực lượng lao động nó đa số là đi vào cái vấn đề mà thông tin và những cái phương pháp mà chuyển dẫn thông tin,
coi như là sản xuất. Thì như vậy á, thì theo cái lý thuyết á, là cái thượng tầng nó cũng phải tiếp tục nó thay đổi. Thì với cái những cái nguyên tắc như vậy á, thì chúng ta đã trở lại, chúng ta sẽ thấy gì qua cái vấn đề mà sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Họ cộng sản họ nói gì? Họ nói rằng là cái cấu trúc hạ tầng thay đổi, thì cái thượng tầng thay đổi nó theo cái hình trung ốc. Hình trung ốc nó xoắn, nó cứ thay đổi hoài theo hình trung ốc, và nó đi tới một cái đỉnh cao chói lọi là cái xã hội cộng sản chủ nghĩa. Xã hội cộng sản chủ nghĩa là đỉnh cao chói lọi, tới đó thì coi như là cái nó ngừng, nó không có thay đổi nữa. Họ coi cái đó là cái xã hội hoàn hảo không thay đổi. Nhưng mà khi mà họ nói là tới đó họ ngừng không thay đổi, tức là họ đã tự mâu thuẫn với cái lý thuyết của họ. Bởi vì cái lý thuyết của họ nên nhớ là biện chứng, mà biện chứng thì không cho ngừng, biện chứng thì lúc nào cũng phải thay đổi hết. Và thay đổi mà cái hạ tầng sản xuất thì lúc nào cũng phải thay đổi hết, chứ không hạ tầng sản xuất không phải là nó ở y một chỗ. Thành ra do đó mà khi mà gọi là cái chế độ cộng sản chủ nghĩa là tới một lúc nào nó đỡ đạt được theo cái hình trung ốc, thì tự nó là nó mâu thuẫn với cái chủ nghĩa là duy vật biện chứng của họ và cái duy vật sử quan của họ. Thì từ cái lý thuyết đó chúng ta nói qua về cái vấn đề là cái sự sụp đổ của Đông Âu, sự sụp đổ của Liên Xô. Chúng ta thấy là sự sụp đổ của Đông Âu thì ở Ba Lan, ở Đức, và chúng ta thấy kế đó là những nước như là Hung Gia Lợi, Romania đều đã tiếp theo để mà sụp đổ. Và cuối cùng là chúng ta thấy cuối năm 1990 đầu 91 thì ở Liên Xô cũng là cái nôi của cộng sản cũng sụp đổ. Thì nếu mà chúng ta nhìn vấn đề ở trên cái hạ tầng cơ sở, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái hạ tầng cơ sở của chế độ cộng sản nó bị thành, nó không có thay đổi kịp, thành ra nó phải sụp đổ. Cái hạ tầng cơ sở đấy, thí dụ như ở Đông Đức thì dĩ nhiên là khi mà họ trong mùa nghỉ Noel họ muốn đi qua Tây Đức để thăm, giờ từ những cái chính quyền không cho, từ một cái biến cố nhỏ đó nó đưa tới vấn đề mà biểu tình lớn, và nó đưa tới, nó kéo dây ra, nó đưa tới cái sụp đổ bức tường Berlin. Thì chúng ta thấy nước Đức chia làm Đông Đức và Tây Đức, và cái hạ tầng cơ sở của Tây Đức là một cái hạ tầng cơ sở nó đi trước Đông Đức, cũng như bây giờ Nam Hàn đi trước Bắc Hàn. Và cái hạ tầng của cái Đông Đức á, thì á, là bởi vì nước Đức nó tương đối tiến bộ, thành ra cái nền tảng nó tương đối dù ở Đông Đức nhưng mà nó có cái sự thay đổi ở cái nền tảng hạ tầng nhanh hơn những cái quốc gia khác. Thành ra cái vấn đề mà cái sự thay đổi nền tảng hạ tầng đó nó đưa tới là cái thượng tầng của Đông Đức là không có accommodate, không có bắt kịp, thì nó phải bị thay đổi. Và trường hợp qua nước Nga thì chúng ta thấy là nước Nga cái thượng tầng thì muốn là giống như tư bản, cái thượng tầng thì muốn giống như tư bản, mà cái hạ tầng thì tức là mà muốn mạnh và tân tiến như tư bản, mạnh và tân tiến chứ không phải là giống. Tức là lúc đó là Liên Xô đang cạnh tranh với Hoa Kỳ. Cạnh tranh với Hoa Kỳ thì Liên Xô muốn cạnh tranh với Hoa Kỳ thì phải cần có tiền. Cần có tiền và phải có kỹ thuật. Thì trong lúc ông thời ông Reagan đó, thì ông thấy rằng là Liên Xô mỗi khi có tiền, khi dầu lửa mà lên giá thì Liên Xô xuất cảng cách mạng. Dầu lửa lên giá thì Liên Xô bán dầu lửa lấy tiền để mà cung cấp phương tiện cho những quốc gia khác để mà làm cách mạng cộng sản. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á, là ông Reagan thấy rằng á, là phải làm sao cho Liên Xô chạy đua với mình, cái gọi là SDI, tức là
mình gọi là Star War, tức là chiến tranh không gian. Thì ở thời ông Reagan thì ông thấy hai chuyện là sức giá dầu cao thì là Liên Xô sức cản cách mạng, thành ra do đó dưới thời ông Reagan thì ông tìm cách ông vận động với OPEC và tìm cách để kiềm chế cho giá dầu hạ. Khi mà giá dầu hạ thì Liên Xô nó không có tiền thì không có sức cản được cách mạng. Rồi kế đó là ông làm một cái trận giả, tức là ông nói là ông sẽ làm Star War, tức là làm những cái vũ khí ngoài không gian để tấn công ngoài không gian, và những chương trình gọi là tốn kém những cái số tiền khổng lồ, và Liên Xô chạy theo. Liên Xô chạy chạy đua chạy lúc đó là hai bên chạy đua vũ khí, thì Liên Xô vừa không có tiền vừa phải chạy đua vũ khí, thành ra cái thượng tầng á, thì muốn cạnh tranh với Hoa Kỳ, trong khi cái hạ tầng á, là cái hạ tầng của cái sản xuất của Liên Xô không cho phép là cái thượng tầng có cái khả năng làm chuyện đó, thành ra nó đưa tới là chúng ta thấy Liên Xô sụp đổ. Trở lại Việt Nam thì Việt Nam như tôi có trình bày là nó đi từ cái giai đoạn bao cấp, nó qua cái giai đoạn gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, và bây giờ nó bắt đầu họ đi qua cái vấn đề là kinh tế thị trường mà đứt cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Thành ra do đó chúng ta thấy cái hạ tầng cơ sở là nó đã thay đổi, nhưng mà cái thượng tầng kiến trúc là một chế độ độc đảng độc tài tiếp tục mà duy trì quyền bính, và chúng ta thấy càng ngày họ cái hạ tầng nó làm cho cái thượng tầng không chịu nổi. Rồi cái thượng tầng không chịu nổi thì chúng ta thấy bây giờ thấy rõ ràng là thứ nhất là cái thượng tầng bây giờ nó đã chia rẽ, mà cái sự chia rẽ nó công khai và nó đi vào tới trong bộ chính trị chứ không phải là ở cấp dưới nữa. Chúng ta thấy như thời gian qua là ông Nguyễn Phú Trọng ông đánh ông Đinh La Thăng, tức là ủy viên bộ chính trị đánh với ủy viên bộ chính trị, và chúng ta cũng thấy rằng là ông Nguyễn Phú Trọng ông vào cái đảng ủy công an, một tổng bí thư mà vào ngồi đảng ủy công an là một cái điều mà bất bình thường trong cái lịch sử của Đảng Cộng sản, là cho thấy thứ nhất là ông đã không nắm được cái công an nữa, và thứ hai nữa là ông sợ rằng là cái vấn đề công an trong thời gian vừa qua thì có tính cách là hơi thờ ơ với những cái lệnh của bên đảng của ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra, bằng chứng là để cho ông Trịnh Xuân Thanh trốn mất ra ngoài mà không có ra tay để bắt cho kịp, lấy lý do là cái chỉ là đảng viên thì do đảng xử lý, đảng khi nào đảng không xử lý thì lúc đó mới tới công an, thì để mà thờ ơ với cái chuyện mà bắt ông Trịnh Xuân Thanh. Thì chúng ta thấy một điều rất là vô lý là ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an vẫn là gọi là bí thư của cái đảng ủy công an, rồi ông Nguyễn Phú Trọng ổng là vô làm một cái ủy viên trong cái thường vụ của công an 7 người, đảng ủy công an 15 người, ông vô ông ngồi trong thường vụ 7 người, thì bây giờ ai là cái đầu để quyết định trong cái đảng ủy, ông Tô Lâm hay là ông Nguyễn Phú Trọng? Bởi vì trên nguyên tắc ông Tô Lâm vẫn là bí thư của đảng ủy, mà ông Nguyễn Phú Trọng ổng là một ủy viên trong cái đảng ủy thôi. Nếu mà ông lấy cái quyền tổng bí thư thì nó lại vượt qua cái khuôn khổ của cái đảng ủy công an. Điều này cho thấy rằng là cái trong bộ chính trị 19 người là nó có sự rạn nứt lớn và nó có sự chia rẽ trầm trọng, và ngoài quần chúng ngoài dân chúng thì như Linh Mục Lợi cũng vừa trình bày, mà chúng ta cũng thấy là ngay cái ngày chủ nhật sáng chủ nhật là có những cái cuộc biểu tình cả trên cả 10.000 người, và những cái cuộc biểu tình đó nó cho thấy điều gì? Nếu nó cho thấy là chính quyền nếu mà đàn áp á, thì nó có thể nó đưa tới cái bão cấp 20, cái cấp 20 tức là cái cuộc đàn áp, nếu mà đàn áp thì nó có thể nó đưa tới là biểu tình tới 20.000 người và có thể nó lên đến 50.000 người như Linh Mục Lợi vừa nói. Mà thành ra nếu mà đàn áp á, thì nó sẽ đưa tới hai trường hợp, hoặc là xong phim, hoặc là cái đảng cộng sản sẽ đứt bóng luôn, hoặc là đảng cộng sản sẽ đàn áp những người biểu tình như Thiên An Môn. Mà chúng ta biết là cái đảng cộng sản bây giờ đã biết là cái chế độ họ đã đang
cái chế độ họ sẽ sụp đổ. Mà sụp đổ đây không phải là có một cái lực rất là mạnh để mà đánh họ, để mà làm họ sụp, mà đây là cái sự sụp đổ là cho cái sự mục rửa nội tại ở trong cái hệ thống Đảng Cộng sản. Khi mà tới một lúc nào đó nó rệu và tới nó tự sụp trên cái chân của nó, chứ không phải là phải cần có một cái lực bên ngoài nào đối lập mà đánh họ. Và cái sự sụp đổ này là do cái sự mà đứng lên của người dân, của quần chúng. Chính ông Hồ Chí Minh ông cũng từng nói là cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thì thay đổi một cái vận mạng của đất nước đó là cái sự nghiệp của quần chúng. Và cái cuộc biểu tình ngày Chủ nhật, sáng Chủ nhật này thì chúng ta thấy đó là một cái dấu hiệu của là cái sự nghiệp quần chúng họ có vẻ là bắt đầu. Thì chúng ta biết là chính quyền Cộng sản Việt Nam họ có 8 cái phương án để mà phòng chống bạo loạn và là 8 cái kịch bản. Và từ trước tới nay họ áp dụng chỉ mới có 3 cái kịch bản thôi. Kịch bản thứ ba thôi, kịch bản thứ nhất, thứ nhì, thứ ba rất là những cái kịch bản nhẹ nhất. Và chúng ta được biết là cái kịch bản mà nặng nhất là kịch bản mà họ tính tới cái phương án đàn áp tới cả 100.000 người, tức là tới kịch bản số 8, tức là kịch bản có thể là tới Thiên An Môn, giống như Thiên An Môn. Bởi vì hôm đại hội thứ 12 thì nếu mà quý anh chị có để ý á, thì họ trưng những chiếc xe bọc thép. Những chiếc xe bọc thép đó ở đầu nó có cái gắn cái đồ xúc, cái đồ ủi, đồ xúc. Thì đồ xúc đó đó hôm đại hội 12 họ đem, họ hù những chiếc xe bọc thép đó đem ra để chụp hình đăng báo để hù dân chúng, là những chiếc xe đó là để phá chướng ngại vật và để ủi xác. Những cái phía đầu có đồ hút, đồ hốt là để là phá chướng ngại vật và ủi xác. Thì mấy tháng nay thì họ đã điều những chiếc xe đó về Vinh và đậu ở Vinh, và họ sợ tới một lúc nào đó mà bạo động có xảy ra hay là biểu tình lớn xảy ra mà họ có thể họ bị đứt bóng, đứt phim, thì họ có thể họ sử dụng những cái phương tiện đó để đàn áp. Thì 8 cái kịch bản đàn áp của họ đó cho tới lúc này thì họ áp dụng tới kịch bản thứ ba, kịch bản đầu. Và chúng ta biết là họ có hai cái lực lượng mà đàn áp mà dữ dội nhất. Thứ nhất á, là bên phía công an thì có cái cảnh sát cơ động. Cái cảnh sát cơ động thì trang bị tới tận răng. Nhưng mà cái cảnh sát cơ động cũng chưa giữ bằng một cái lực lượng của quân đội. Nó gọi là cái lực lượng trinh sát đặc nhiệm của quân đội. Cái lực lượng trinh sát đặc nhiệm của quân đội á, là một người trinh sát viên á, một người trinh sát đặc nhiệm mà có thể mà đánh ngã gục 10.000 người cùng một lúc, tức là một cái lực lượng càng nguy hiểm hơn là cái lực lượng mà cảnh sát cơ động của công an. Thì họ dùng thanh gươm lá chắn là cái cảnh sát cơ động của công an, và sau lưng cảnh sát cơ động là trinh sát của quân đội. Và chúng ta biết là mỗi một quân khu nó có 2 tiểu đoàn về trinh sát của quân đội. Mỗi tỉnh thành nó có một cái ban gọi là cái ban hành động thống nhất. Cái ban hành động thống nhất đó để đả cái cảnh sát cơ động của công an và cái trinh sát đặc nhiệm của quân đội. Thì nó đặt dưới cái quyền của bí thư của tỉnh thành đó, cái bí thư tỉnh thành đó đứng đầu. Thì họ bây giờ họ thì họ rất là sợ cái vấn đề mà sụp đổ hay là lật đổ hay là bạo loạn. Do đó thì ngay cả một cái ông sư đoàn trưởng á, mà muốn mà xuất quân á, thì phải có tới 6 chữ ký, 6 chữ ký mới xuất quân được. Còn nếu mà không có 6 chữ ký mà xuất quân á, thì ông ta có thể bị bắt nhốt ở tù như chơi. Đó là cái cách để mà họ kềm chế với nhau là không có cho mà lật đổ. Nhưng mà như tôi có trình bày á, một cái chế độ nào cũng vậy, khi mà nó một cái hệ thống độc tài khi mà nó già cỗi và khi nó mục rửa rồi đó, thì dù có muốn bảo vệ cách mấy, giờ cái lực lượng đàn áp có đàn áp cách mấy, nó cũng cũng không có thể mà cứu cứu được cái chế độ đó. Thì như chúng ta thấy rằng khi mà cái lực lượng đàn áp hoặc là nó thờ ơ, chúng ta thấy thờ ơ như ở Liên Xô. Ở Liên Xô thì khi mà
Giao Xin ông đứng trên đầu xe tăng, ông xoay ngược cái tình thế để mà lực lượng đàn áp quân đội là nó lại quay về cái phía ông để mà chống lại cái những người ở trong tòa nhà quốc hội. Thì qua những cái tài liệu chúng ta thấy lúc đó thì bên KGB họ cũng đứng ngoài, họ cũng đứng thờ ơ bên ngoài, họ có liên lạc với bên phía những cái lực lượng nổi dậy, liên lạc thường xuyên và họ đứng bên ngoài, họ án binh bất động. Chúng ta thấy ở Tunisia thì lực lượng đàn áp của quân đội họ cũng là thờ ơ đứng bên ngoài. Thì tới một lúc nào đó thì là cái lực lượng đàn áp tuy là nó nguy hiểm nhưng mà nó cũng không có cái khả năng, không có cái ý chí để nó đàn áp. Và cái cuộc biểu tình hôm Chủ nhật vừa rồi thì Chủ nhật hai Tây này thì chúng ta thấy là như Linh Mục Lợi có nói, ông cái người của quân đội công an họ thay quần áo ra là dân sự để mà bắt đầu họ rút chạy, chứ họ họ cũng không có dám mà chống cự lại khi mà cái sự vùng lên, cái sự đứng lên của quần chúng nó rất là mãnh liệt. Thì trở lại tôi chúng nói mà chừng hai vài phút nữa thì bắt đầu chúng ta đi đi vào chương trình thảo luận. Trở lại thì với cái duy vật sử quan, cái duy vật sử quan nó thoát ra từ cái duy vật biện chứng của cái chủ nghĩa cộng sản, nó đi tới cái logic là cái lý luận của, nếu mà của cái lý thuyết mà lý luận cho đúng thì nó cái hạ tầng cơ sở nó quyết định cái thượng tầng kiến trúc. Hạ tầng cơ sở khi mà nó thay đổi, cái lực lượng sản xuất nó thay đổi để mà cái quan hệ sản xuất của hạ tầng đó, nó mới hơn thì cái thượng tầng nó cũng phải thay đổi cho phù hợp. Với cái nguyên tắc đó thì là cái hạ tầng cơ sở của cái xã hội Việt Nam bây giờ nó thay đổi rất nhiều, nó thay đổi rất khác so với cái thượng tầng kiến trúc của cái Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Và cái thượng tầng kiến trúc của Cộng sản Việt Nam hiện nay nó thứ nhất là nó bắt buộc phải thay đổi theo, mà thay đổi theo á, mà nó không còn là kinh tế thị trường mà không còn cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa nữa đó, thì bắt buộc nó phải hoặc là thay đổi qua dân chủ hoặc là nó phải sụp đổ. Nhưng mà đối với chế độ cộng sản á, là cái design của cái hệ thống của họ là không cho thay đổi qua dân chủ, thay đổi không được, chúng ta thấy là chỉ sụp đổ thôi chứ chúng ta chưa thấy nó thay đổi qua dân chủ. Thì do đó nó cho thấy rằng với cái hạ tầng cơ sở của cộng sản đó, của xã hội Việt Nam nó đã thay đổi quá nhiều thì cái thượng tầng kiến trúc của chế độ cộng sản độc tài độc đảng nó không thể tồn tại được và nó đã đi vào cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn sụp đổ, bởi vì họ không có cái khả năng thay đổi thì nó phải sụp đổ thôi. Và cái sự sụp đổ của cái chế độ cộng sản bây giờ chúng ta không thể, theo cái nhìn của tôi, không có tính nổi bằng cái 10 năm, bằng thập niên nữa, mà tính bằng năm tháng, tức là hoặc 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc là bao nhiêu tháng mà thôi. Thành ra do đó mà qua những cái sự kiện chúng ta thấy trên thượng tầng thì nó có cái sự đấm đá lẫn nhau giữa những cái nhóm lợi ích, mà cái sự đấm đá đó nó trầm trọng, bây giờ nó đã đi không phải từ ở những cái tỉnh thành nữa, mà nó đi không phải ở trung ương ủy viên nữa mà nó đi tới cái bộ chính trị. Chúng ta thấy Đinh La Thăng là ở trong bộ chính trị, Trần Đại Quang trong bộ chính trị, và chúng ta thấy Đinh Thế Huynh, Nguyễn Phú Trọng là ở trong bộ chính trị, là hiện giờ ông Nguyễn Phú Trọng bằng mọi giá ổng tiêu diệt những cái đối phương của ổng trong bộ chính trị để ổng nắm quyền trong 5 năm, mặc dù trong đại hội được biết là ông không nói, nhưng mà trong cái hiểu của cái đại hội ông ta ngồi 18 tháng hay là 2 năm. Nhưng mà bây giờ đó ông ta đã nắm tổng bí thư rồi thì ông ta muốn ngồi luôn 5 năm, và ông ta muốn sau 5 năm đó thì một tổng bí thư khác do ông ta chọn ra lãnh đạo. Rồi do đó mà ông ta đánh đông dẹp bắc như hiện nay, dùng cái gọi là chống tham nhũng để mà đánh Đinh La Thăng, để mà đánh những cái tàn dư của ông Nguyễn Tấn Dũng và bè bờ ông Trần Đại Quang bằng cái chỉ thị, bằng cái thông cáo thứ 13, số 13 nói rằng những người nào mà khi gia nhập đảng
mà khai tuổi như thế nào, thì đó là cái tuổi mà để mà căn cứ trong cái vấn đề mà bổ nhiệm hay là cơ cấu. Chứ còn những cái tuổi sau này là không không được tính tới. Tức là hàm ý nói ông Trần Đại Quang là khi mà ông gia nhập đảng thì ở cái tuổi sinh 1950, thành ra cái khai sinh ông sau này 1956 là không có giá trị. Đó là một cái hình thức bê bờ ông Trần Đại Quang, cũng như là cái chuyện bà Trương Mỹ Hoa mà đưa 500.000 đô la cho Dương Chí Dũng để mà có liên hệ tới số tiền đó tới Trần Đại Quang, rồi Dương Chí Dũng đã khai ra ở tòa. Thì do đó là họ đem những cái chuyện tuổi của ông Trần Đại Quang hay là chuyện gọi là Trần Đại Quang có dính tới tham nhũng để bê bờ Trần Đại Quang và đánh ông Đinh La Thăng như chúng ta đã thấy, và tìm cách mà móc hết những cái đàn em của ông Nguyễn Tấn Dũng mà còn lại ở trong chính quyền, đánh tham nhũng để mà củng cố cái quyền lực cho ông ngồi 5 năm, và để ông ta là chọn những cái tổng tổng bí thư sau 5 năm đó trong cái vấn đề mà tham nhũng quyền lực của ông ta. Thì thượng tầng nó có cái sự mà gọi như là gần như là rạn nứt một cách là có thể không thể hàn gắn được ở trong cái đảng Cộng sản. Hạ tầng thì là cái nền tảng kinh tế với cái lực lượng sản xuất bây giờ và cái quan hệ sản xuất bây giờ nó hoàn toàn nó thay đổi so với trước đây. Thành ra do đó có thể nói là cái chế độ Cộng sản Việt Nam nó sẽ sụp đổ, mà theo cái nhìn của là đếm năm và tháng mà thôi, chứ không phải đếm là thập niên nữa. Đó là cái nhìn mà tôi nghĩ là nó không phải là tôi đi chủ quan hay là lạc quan, nhưng mà cái nhìn thực tế là nó có thể là như vậy. Vấn đề còn lại là chúng ta là những người mà quan tâm tới vấn đề đất nước, chúng ta muốn nó sụp đổ và nó thay đổi theo cái chiều hướng để xây dựng dân chủ pháp trị, xây dựng những cái nền tảng chính trị, những cái định chế chính trị tốt cho đất nước. Chứ chúng ta không muốn cái sự sụp đổ và sự thay đổi nó theo cái đường hướng giống như bên Nga, tức là theo cái đường hướng của ông Putin, tức là nó tạo nên một cái chế độ đạo tặc, làm cho chúng ta phải tránh gió vỏ dưa, chúng ta lại gặp cái vỏ dừa. Và nó đưa tới đất nước tới lúc nào cũng bị nghèo hay là bị độc tài hay là bị những cái kẻ mà ăn cắp tài nguyên quốc gia. Do đó mà chúng ta thứ nhất là chúng ta phải quan tâm và chúng ta phải tham dự và chúng ta phải mạnh mẽ lên trong cái vấn đề đứng lên đòi lại cái quyền sống, cái sự sinh tồn của cái dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chứ chúng ta không thể để một thiểu số người mà ăn cắp tài sản quốc gia và xây dựng những chế độ để mà phục vụ cho cái sự ăn cắp đó. Và đây là những cái thời điểm mà chúng ta ở ngoài nước cũng như trong nước chúng ta phải ý thức để mà chúng ta phải giành lại cái quyền sống của dân tộc chúng ta. Rõ ràng là những cái vấn đề mà xây những cái nhà máy để mà tham nhũng, để mà ăn chia, cái bờ biển Việt Nam rất là xinh đẹp, đã là phát triển du lịch. Cũng như những quốc gia tân tiến khác, thì chúng ta lại xây nhà máy ở Formosa, rồi sắp sửa xây nhà máy thép ở Cà Ná, rồi xây cái nhà máy điện nguyên tử ở Ninh Thuận, toàn là xây những cái chất độc dọc theo cái bờ biển xinh đẹp của chúng ta. Một cái chính quyền mà không biết cái vấn đề mà nation state building, tức là vấn đề mà xây dựng đất nước như thế nào, mà chỉ thấy cái lợi trước mắt và làm theo những cái lợi trước mắt của những cái nhóm lợi ích khác nhau. Thành ra nó đưa tới sự phát triển giống như cancer, giống như ung thư, nó hỗn loạn, và nó đưa tới rõ ràng là cái sức sống của dân tộc ta, cái sự sinh tồn của dân tộc ta nó đang bị đe dọa. Và hiện giờ cái trước mắt chúng ta đã thấy đã xảy ra là cái sự sinh tồn của cái dân tộc Việt Nam ở miền Trung nó thực sự nó bị đe dọa, và con số người đã gọi là mất cái nghề đánh cá và có thể là
tương lai vô định là con số lên tới cả 100.000 người. Đó là cái điều mà có thể nói là bất hạnh cho cái dân tộc ta. Và chúng ta phải bằng mọi giá, chúng ta phải giành lấy cái quyền làm người cũng như là cái sức sống của dân tộc ta vào chính cái vận mệnh cho chúng ta quyết định, chứ không thể để một thiểu số người của cái Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định một cách vô trách nhiệm mà chỉ biết tới phục vụ quyền lợi của phe nhóm, của những nhóm lợi ích của họ mà thôi. Đó là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta cương quyết là phải giành lại cái quyền sống đó. Thì với ý thức của chúng ta, mỗi người đều ý thức, đều quan tâm, đều tham dự, thì dù một giọt nước nó không làm được cơn mưa rào, nhưng mà cơn mưa rào nào của nó cũng đều làm bằng những giọt nước. Và cái sức mạnh của những giọt nước nó sẽ làm cơn mưa rào để mà nó thay đổi cái vận mạng của cái dân tộc, của đất nước chúng ta. Tới đây thì tôi xin được ngưng lại để chúng ta đi qua cái phần thảo luận. Dạ, xin trả máy mic lại cho hình như cho anh Lạc Việt hay là Hồng Nhiên. Lạc Việt xin thay mặt cho chương trình hội luận 8406 cảm ơn tiến sĩ Lê Minh Nguyên đã trình bày về một cái đề tài là cái tất cả các cái hệ thống cộng sản sở dĩ nó sụp đổ là tại vì cái sự mâu thuẫn nội tại của nó giữa thượng tầng kiến trúc và hạ tầng sản xuất nó không còn đồng bộ với nhau nữa, hay là một cái cơ chế trên hoặc dưới nó đã thay đổi mà nó không có thay đổi đồng bộ, thành thử nó sụp đổ. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị có thể giơ tay để chia sẻ cái đề tài này, và đặc biệt nếu có những câu hỏi gì đã cụ thể hơn trong cái tiến trình tranh đấu của người dân trong quốc nội thì xin mời quý vị giơ tay. Trước khi mời quý vị chờ đón quý vị giơ tay thì Lạc Việt xin có một cái câu hỏi, và nó cũng mang một chút tính chất chia sẻ ở trong đó là như thế này. Lạc Việt lắng nghe khoảng gần một tiếng đồng hồ trong cái đề tài hôm nay về cái vấn đề mà cộng sản nó sẽ sụp đổ như trong cái hình ảnh của Đông Âu hay là hình ảnh của Liên Xô, bởi vì cái vấn đề tự mâu thuẫn hay là nói cái khác là mâu thuẫn nội tại của cái lý thuyết của nó. Nếu mà cứ chỉ dựa vào cái lý thuyết này và để chúng ta biết rằng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ sụp đổ tương tự, thấy chúng ta có vẻ thờ ơ quá, và có vẻ là chúng ta ngồi chờ sung dụng quá, hay nói một cái cách khác nó hơi là không có đồng bộ với lại cái công cuộc đấu tranh của người ở Việt Nam. Và nếu mà cứ theo cái lý thuyết này và chúng ta cứ chờ đợi cái lý thuyết này thì quả thực là không biết là cái sự đấu tranh của người dân ở trong quốc nội nó có cái tác động gì, nó có cái hiệu quả gì trong cái vấn đề mà cho cái thằng Việt Cộng nó chết sớm hay không, hay là cứ mâu thuẫn nội tại là tất yếu nó sẽ chết. Nếu mà mâu thuẫn nội tại mà nó chết thì Lạc Việt tin rằng nó chết lâu rồi, nhưng mà bây giờ là đã 40 mấy năm, nhiều lần chúng ta tưởng nó chết nhưng mà nó không chết. Như vậy rõ ràng là cái vấn đề mâu thuẫn nội tại là Việt Cộng nó vẫn hóa giải được. Vậy thì làm sao chúng ta có thể tin tưởng là những cái sự mâu thuẫn nội tại là nó sẽ tất yếu nó sẽ bị tiêu diệt đâu. Do đó Lạc Việt tin rằng sức mạnh của người dân mà đang biểu lộ ở tại Formosa, tại Hà Tĩnh, tại miền Trung và tại nhiều nơi khác nó đang đóng góp vào một cái tiến trình rất lớn. Không biết là cái tiến trình rất lớn của người dân đóng góp này nằm ở cái phần nào trong cái vấn đề mâu thuẫn nội tại xã hội. Xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên có thể chia sẻ rõ ràng hơn về cái vấn đề này. Cảm ơn anh Lạc Việt, anh nêu một vấn đề rất là lý thú và rất là vấn đề này nếu anh không nêu thì cũng có thể nhiều người cũng nhìn vấn đề là coi như là chưa có tích cực lắm về trong cái cuộc đấu tranh này. Thì xin thưa với anh là
cái mâu thuẫn nội tại của sự vật đó là một cái đặc tính của cái chủ nghĩa cộng sản. Cái sự vật là nó có cái mâu thuẫn, bị cái luật biện chứng là nó chứa đựng cái mâu thuẫn nội tại. Cái mâu thuẫn nội tại của cái luật biện chứng cộng sản là nó cứ mâu thuẫn để mà nó cứ thay đổi, nhưng mà tự nó nói là thay đổi khi mà đi tới cái chế độ chủ nghĩa cộng sản á, thì cái chủ nghĩa gọi là tột cùng rồi, giống như cái dòng trong óc nó sấy tới tột cùng rồi, tới đó là coi như là lý tưởng. Nhưng mà nếu mà tới đó mà nó ngừng á, thì dĩ nhiên là cái lý thuyết nó fail, nó thất bại, vì lý thuyết nó không cho phép ngừng. Bây giờ biện chứng là không được ngừng. Trở lại á, là cái mâu thuẫn nội tại nó sẽ đưa tới cái sự mà sụp đổ, sự thay đổi. Nhưng mà nếu mà sụp đổ, sự thay đổi, nếu mà không có cái bàn tay của người dân chủ, mà cái intervention, tức là một có sự can thiệp cần thiết và đúng lúc và có đủ sức mạnh của người dân chủ á, thì nó cũng sụp đổ, nó cũng thay đổi, nhưng mà nó đi theo chiều hướng khác. Tôi lấy thí dụ như Liên Xô, nó cũng sụp đổ, nó thay đổi, nó không có đối lập, tức là sụp đổ thì là tự nó cũng thay đổi với những người ông Yeltsin trong đảng nó mà ra. Putin thì cũng KGB, cũng người có nó mà ra, nhưng mà nó có sự thay đổi, nó có sự sụp đổ, nhưng mà nó lại là đi vô vô cái chiều hướng không phải là dân chủ pháp trị, mà nó đi vô một cái chiều hướng gọi là kleptocracy, tức là chế độ đạo tặc. Ukraine là khi mà sụp đổ thì nó đi vô cái chế độ cũng như Yanukovych, tức là một cái chế độ cũng là đạo tặc. Nhưng mà Ukraine nó được may mắn hơn là cái người dân là cái tinh thần dân chủ họ cao độ, thành ra họ biểu tình ôn hòa bất bạo động ở Maidan, Maidan là cái công viên Maidan ở tại bên ở thủ đô Iran, thì là nhờ những cái cuộc biểu tình mà ôn hòa bất bạo động, dĩ nhiên là sau này có đàn áp, có đổ máu, nhưng mà bản chất ngay từ ban đầu người ta biểu tình là ôn hòa bất bạo động, là nhờ cuộc biểu tình đó thì mới lật đổ được Yanukovych và mới thay đổi qua được một cái chế độ dân chủ. Thì anh thấy rõ ràng là ở tại Liên Xô nó cũng có cái sự sụp đổ, có cái sự mà mâu thuẫn nội tại, nó có sự sụp đổ, nhưng mà nó không đi được về cái hướng dân chủ như là cái mơ ước của những cái người dân mong muốn. Và ở Iran khi mà thay đổi, nó cũng đi vào cái chế độ gọi là đạo tặc, nhưng mà khi mà người dân cương quyết quan tâm mà đứng lên để mà can thiệp vào, thì chúng ta có thể điều hướng nó đi qua cái chế độ dân chủ như tình trạng Iran ở cái công viên Maidan. Thì trường hợp Việt Nam ta thì cái sự biểu tình hôm Chủ nhật 2 tây tháng 10, theo tôi thấy là nó có một cái ý nghĩa rất là lớn, mà một cách tích cực là chúng ta có quan tâm, chúng ta có intervention, là chúng ta không để là cái sự mâu thuẫn nội tại để cho Trần Đại Quang lên làm cái sự thay đổi đó, rồi Trần Đại Quang nắm quyền làm trở thành một Putin. Chúng ta không muốn điều đó. Chúng ta nó muốn cái sụp đổ đó là để mà xây dựng một cái chế độ dân chủ thật sự, chứ không phải để mà một thành phần nào ở trong Đảng Cộng sản họ dẹp cái chế độ cộng sản để họ làm một chế độ độc tài khác. Thì nếu cái mâu thuẫn nội tại nó cũng dẫn tới cái chuyện đó, nó dẫn tới cái chuyện mà thay đổi, sụp đổ, nhưng mà nó đi qua một cái hướng mà chúng ta thấy là không có ích lợi cho cái dân tộc thì chúng ta. Do đó trở lại là tôi nghĩ là cái lực của những người mà muốn làm dân chủ là muốn thay đổi để mà phục vụ cái dân tộc, chứ không phải phục vụ một thiểu số, một nhóm người. Bởi vì nếu chúng ta quan tâm thì chúng ta không để cho cái sân khấu cho một thiểu số người thao túng. Và những nhà dân chủ mà càng quan tâm nhiều, càng đứng trên cái sân khấu á, thì cái nhóm thiểu số mà nó muốn thay đổi để mà nó hưởng lợi thay vì để mà cho đất nước tiến lên, thì nó không có cơ hội. Thì trở lại thưa anh, thì đúng là như anh nói là nếu mà chúng ta thờ ơ thì có thể nó, hoặc là nó thay đổi theo cái chiều hướng hoàn toàn là ngoài cái ý muốn của chúng ta, và chúng ta phải quan tâm, chúng ta tham dự, và chúng ta phải tích cực
Và như tôi có nói, cái vấn đề những cái cuộc biểu tình của chúng ta là rất quan trọng và rất là cần thiết. Và chính cá nhân tôi đang xây dựng một cái plan, một cái kế hoạch, là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề thay đổi này thì tôi cũng có dịp trao đổi với những người ở trong những cái think tank của Hoa Kỳ, và những cái người bạn thân của tôi, thí dụ như anh David Satter là một anh chuyên gia về vấn đề cộng sản Liên Xô và Đông Âu, để mà tìm hiểu rằng cách nào chúng ta có thể thay đổi nó qua chiều hướng tích cực được. Thì muốn thay đổi qua chiều hướng tích cực thì tôi thấy là có ba bước, ba bước đó phải làm song song với nhau. Thứ nhất là nó phải có một cái mass protest, tức là cuộc biểu tình rầm rộ. Thí dụ như cuộc biểu tình cái ngày Chủ nhật 2 tây tháng 10 này, đó là một cuộc biểu tình mà chúng ta thấy có thể cuộc biểu tình khởi đầu mà nó có tính cách rầm rộ, và nó sẽ đưa tới những cái bước để có những cái biểu tình khác nó lớn hơn. Tức là nó thứ nhất là phải có cái biểu tình rầm rộ. Thứ hai là chúng ta phải có một cái kế hoạch để mà chúng ta gây chia rẽ trong hàng ngũ cộng sản, chúng ta để cho những cái nhóm này nó play against nhóm kia, nhóm này nó đối chọi với nhóm kia, và để cho lực lượng đàn áp nó không có điều kiện để mà đàn áp cái khi mà chúng ta biểu tình ồ à. Tức là hoặc là họ thờ ơ, hoặc là họ quá yếu, hoặc là họ đánh nhau để mà họ không có cái điều kiện hay là cơ hội để nó đàn áp chúng ta. Và một cái bước thứ ba nữa là chúng ta chuẩn bị ngay với những quốc gia dân chủ, đặc biệt là với Hoa Kỳ, là không phải là chờ nhưng mà phải làm ngay, là một cái những cái kế hoạch để khi cái chuyện đó xảy ra thì chính quyền Hoa Kỳ lên tiếng ngay, lên tiếng lập tức để mà ủng hộ cái người biểu tình, để chi để tạo cái tinh thần, tạo cái khí thế, tạo cái momentum, một cái trớn cần thiết cho cái người dân, họ họ biết rằng là cái chuyện chiến đấu của họ có những cái người yểm trợ tinh thần, chưa chưa tới nói tới yểm trợ vật chất, nhưng mà có rất nhiều dư luận thế giới yểm trợ họ trong cái vấn đề đòi quyền sống. Thì đó là những cái mà chúng ta phải tích cực chúng ta làm. Bây giờ chúng ta không thể cậy dựa hay là nghĩ rằng người cộng sản có thiện chí để làm chuyện đó. Cộng sản nó họ tôi thấy là họ không có thiện chí để làm cái chuyện đó đâu. Nếu mà họ có làm để thay đổi thì thay đổi để phục vụ cái lợi ích phe nhóm của họ, chứ họ không có thiện chí để làm cái chuyện thay đổi qua dân chủ. Thành ra những người dân chủ cũng phải tích cực để làm cái chuyện đó. Nếu không thì để thay đổi xảy ra mà chúng ta sẽ bị thất vọng, là bị cái tình trạng vỏ dừa mà tôi vừa nói. Đó là cái nhìn của tôi, và cũng cảm ơn anh Lạc Việt, là tôi rất cũng đồng ý với anh là nếu mà chúng ta thờ ơ thì dĩ nhiên là nó hoặc không thay đổi, hoặc là nó thay đổi theo một cái đường hướng khác. Tới đây xin mời Hồng Nhiên hoặc là anh Lương Văn Nguyễn ạ. Vâng, mời Hồn Nhiên ạ. Alo, dạ em nói cho anh nghe không được. Hôm nay âm thanh từ thao thoát không có đến được với trả lời, nên trả lời không có nghe được tiếng tiếng được tiếng mất, nên cha chắc làm bận công chuyện, cha không nghe nữa. Cho em đặt câu hỏi về Lê Minh Nguyên. Em thấy rằng là cái tụi Việt Cộng này á, nó đánh nhau thì có đó, nhưng mà đi tới cái chỗ mà một trong hai bên phải chết đó, coi bộ hơi khó anh. Tại vì tụi Việt Cộng nó chỉ giết những cái con dê tế thần thôi, còn những cái thằng gộc, thằng to, những cái thằng mà chủ chốt gây ra thảm họa cho đất nước á, thì nó không có động tới, nó chỉ giết những cái đám tay chân thôi. Cho nên
vì em vẫn thấy rằng vẫn chưa có thể có được cái sự suy yếu của một trong hai bên. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là làm thế nào mà để cho vỡ đảng, để rồi dân bàn tới, ngó vào và tham gia vào, tức là get involved đó, cái chuyện đó đó. Em thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam bao giờ cũng vậy, nó cũng chừa một cái lối thoát, nó sẽ không có để cho đến nỗi mà bị rạn nứt, bị vỡ đảng. Thì cái câu hỏi là mình kỳ vọng như vậy có quá là hoang tưởng hay không? Đó là cái thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của em đó là dĩ nhiên là chúng ta không chờ đến xung đột, nhưng mà có một cái điều là mỗi lần đi biểu tình đó, mọi người cứ hô hào đừng bạo động, đừng bạo động. Bây giờ em hỏi anh, nếu giáo sư Cộng sản Việt Nam nó có cho những cái thằng đầu gấu nó đánh, nó làm những cái chuyện như là gây ra giết người cho những người dân của mình, thì mình vẫn cứ đừng bạo động, vẫn khoanh tay chịu trói để cho thằng Việt Cộng nó muốn làm gì làm. Khi em thấy cái cách đấu tranh đó có khi nào là nó có lối đấu tranh thụ động hay không? Đó là câu hỏi của em. Vâng, thì cũng chỉ là thiện nghĩ của em thôi. Em xin được trả cái mic lại cho anh Lập Việt để mời anh Nguyên nha. Cảm ơn Hồng Nhiên. Thấy Hồng Nhiên hỏi tôi hỏi Nguyên rồi mà anh Lạc Việt cũng chưa có cầm mic, thì ra tôi cầm mic cho nó nhanh. Xin lỗi anh Lạc Việt nha, bây giờ tôi chơm cái mic của anh cho nó. Thứ nhất là câu hỏi của Hồng Nhiên này tôi hiểu là đầu tiên Hồng Nhiên có nói là trong đảng á, là hai hai ba phe nó đánh nhau, gọi là một trong hai bên nó chết là hơi khó. Thì trong quá khứ là đúng, rất là đúng, bởi vì cái nguyên tắc của cái đảng Cộng sản á, là họ xây dựng một cái hệ thống như thành đồng vách sắt. Trong hệ thống đó họ cho phép đánh nhau, giết nhau, nhưng mà không cho bể cái hệ thống. Để bể vỡ cái hệ thống ra là cái điều cấm kỵ, tức là tuyệt đối. Tôi lấy thí dụ như là một cái chuyện, thí dụ như cái quỹ viên trung ương, họ họ có 200 quỹ viên trung ương. Cái quỹ viên trung ương là cái lực lượng bảo vệ đảng, và cái quỹ viên trung ương đó là bởi vì cái lực lượng bảo vệ đảng đó, bởi vì còn đảng còn mình đó, cũng như công an, nhưng mà quỹ viên trung ương là quan trọng hơn. Quỹ viên trung ương đó là bảo vệ đảng, để vì có đảng thì mới có quyền lợi, có đảng thì mới có quyền lực. Thành ra họ bằng mọi giá họ bảo vệ đảng. Mà bảo vệ đảng á, thì tức là bảo vệ từng cái quỹ viên trung ương, cũng như là những cái thành viên của Bộ Chính trị. Thành ra ở đó gây cái chống tham nhũng hay là đánh nhau á, thì họ thường thường là họ muốn không muốn đụng tới 200 người đó. 200 người đó là 200 người để bảo vệ đảng. Thành ra ông Nguyễn Phú Trọng mà ông đánh ông Đinh La Thăng hiện nay là muốn là loại ông Đinh La Thăng á. Và chúng ta thấy là ông Quy Đức ông đã dùng súng Đại Bác, ông bắn ông Đinh La Thăng hai cái quả Đại Bác rất là lớn. Với những tin tức từ cái tài liệu, mà tài liệu đó thì trong cái hệ thống chính quyền thì nó mới có, chứ ông Quy Đức chắc có lẽ cũng nhờ có một cái nguồn nào đó ông mới có tài liệu mà ông đánh hai cái bài nặng. Thì cách đây hai ba ngày, hai ngày thì chúng ta thấy là báo chí lại phải đăng lên đó là cái chuyện ông Vũ Quốc Thuận, đó là tức là ông mà tổng giám đốc của công ty lắp ráp dầu khí PVC đó, mà mới ông ta đã bị bắt và bị truy tố đó. Thì nói là ông này là tay hòm chìa phá của Đinh La Thăng, và ông Đinh La Thăng đi đâu ông này đi theo đó. Lúc là ở ở công ty dầu khí thì là cũng phục vụ Đinh La Thăng, khi mà về làm bộ trưởng giao thông vận tải thì cũng đi theo, bây giờ về làm thành ủy bí thư thành phố Sài Gòn thì ông này cũng theo. Thì nói rằng ông này là đánh bắt ông này để truy tố, để mà dí ông Đinh La Thăng á.
thì báo cách đây 2 3 ngày đăng lên là ông Vũ Quốc Thuận này là về làm bí thư, về phục vụ trong thành ủy là do thành ủy yêu cầu chứ không phải là do Đinh La Thăng, tức là một hình thức là bảo vệ Đinh La Thăng, không có đổ thừa là Đinh La Thăng kéo ông này về mà do thành ủy yêu cầu. Và tất cả báo từ Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Vietnamnet đăng đăng rồi thì bị rút xuống, chúng ta thấy đăng lên hết, rất nhiều báo đăng lên hết rồi bị rút xuống. Rút xuống thì điều đó cho thấy rằng cái chuyện đăng lên đó là để mà nhằm mà là thanh minh thanh nga, là Đinh La Thăng không có dính vào chuyện đó để bảo vệ Đinh La Thăng. Thì cái logic của cái ủy viên trung ương á là nếu mà Đinh La Thăng á là bị đánh vì tham nhũng thì vài bữa thì tới phiên tôi là ủy viên trung ương, là tôi bây giờ 200 ủy viên trung ương ông nào cũng tham nhũng, không có ông nào không tham nhũng hết, mà bây giờ đánh Đinh La Thăng vì tham nhũng thì bữa nay Đinh La Thăng ngày mai sẽ tới phiên tôi, thì tại sao tôi phải bảo vệ đảng? Thì ra do đó mà cái khuynh hướng của trung ương ủy viên là bảo vệ ông Đinh La Thăng, chấp nhận cái chuyện đánh ông Đinh La Thăng. Do đó chúng ta thấy hiện giờ là ông Trọng đánh Đinh La Thăng, Quy Đức dùng đại 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 pháo nã vô Đinh La Thăng, nhưng mà có rất đông ở trong trung ương đảng là không không muốn đụng Đinh La Thăng, không muốn đụng tới. Thì trở lại vấn đề là trong quá khứ tới nay đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là những cái đảng Cộng sản khác thì thường thường là họ có thể họ đánh nhau tơi tả nhưng mà họ không cho bể đảng. Bây giờ bể đảng là chết hết, rồi xuồng chìm, mà xuồng chìm chết hết, thì đó là cái design của cái system là như vậy, có cái hệ thống là như vậy. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tới một lúc nào đó nó bể đảng. Thì chúng ta thấy ở ở Liên Xô là cái chuyện mà cái đảng nó cũng phải bể thôi. Tới một lúc nào nó rệu quá thì nó bể. Cái nguyên tắc chúng ta thấy đúng là hơi khó, là họ đánh giống như là trong cái đại hội 12 hay là trước đó, trước cái đại hội 12 cũng vậy, họ đánh tới một lúc nào đó thôi thì họ không cho bể đảng. Giờ cho tới bây giờ thì chúng ta cũng thấy là họ cũng sợ là không cho bể đảng, nhưng mà tới một lúc mà khi mà họ đánh với nhau, mà tôi lấy thí dụ như ở Việt Nam hiện giờ là cái tình trạng mà đảng viên miền Bắc, tôi nói trong đảng Cộng sản thôi, tôi không nói bên ngoài, đảng viên miền Bắc bây giờ họ gần như là họ khống chế hết toàn diện là đảng viên miền Trung với đảng viên miền Nam, là coi như là bị thiệt thòi nặng. 19 ủy viên Bộ Chính trị thì miền Trung chỉ có 3 người, miền Nam chỉ có 4 người, còn 12 người là miền Bắc. Và cái miền Nam thì bị ăn quá nhiều, tham nhũng quá nhiều, rồi miền Nam lại không có đoàn kết bằng đảng viên miền Bắc. Thành ra do đó chúng ta thấy là ông Lê Hồng Anh là cái người của Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà rốt cuộc Lê Hồng Anh cũng phản Nguyễn Tấn Dũng mà đi theo Nguyễn Phú Trọng. Rồi Trương Tấn Sang là người đảng viên miền Nam, là cũng là bây giờ cũng là cái cũng bị đi về hưu để bị cho ra rìa, và bây giờ Dũng dẫn mà khúm núm mà xoa bóp ông Nguyễn Phú Trọng, và để binh vực ông Nguyễn Phú Trọng để mà đánh ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì tức là miền Nam thứ nhất là ăn như Nguyễn Tấn Dũng thì ăn quá dơ, ăn quá bẩn, ăn quá trời, tham nhũng thì quá độ để mang tai tiếng mà uy tín không cứu vãn được, đoàn kết thì không có. Thành ra do đó mà đã bị những cái đảng viên miền Bắc họ khống chế một cách toàn diện, thì cái điều đó nó đưa tới cái sự bất mãn ở trong đảng. Cái sự bất mãn đó nó đưa tới bây giờ chúng ta thấy nó âm ỉ. Hiện giờ âm ỉ thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị loại ra khỏi sân chơi rồi, nhưng mà vẫn chưa chịu đầu hàng, vẫn chưa chịu thua. Tại đó chưa chịu đầu hàng, chưa chịu thua thì ông Nguyễn Phú Trọng ông muốn đuổi tận giết tuyệt. Thì chúng ta thấy cái hiện tượng đó nó đang xảy ra, và cái hiện tượng xảy ra nữa mà có thể dễ bể đảng là ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh là cái nhóm miền Bắc và cái nhóm mà phò Trung Quốc, mà bây giờ là họ biết là nhóm đó biết là phò Trung Quốc là an toàn, dù là dân chúng là chống mình, dân chúng có ghét mình đi nữa mà Trung Quốc ủng hộ thì coi như là cái địa vị mình an toàn vững, tại đó họ phò Trung Quốc. Mà nếu mà phò Trung Quốc như vậy thì là có những cái lực là họ chống cái chống Trung Quốc, họ chống Trung Quốc thì họ không chấp nhận chuyện đó. Thành ra đó là một cái lần nước thứ hai, cái lần nước thứ nhất
nhất là chúng ta thấy vùng miền, và cái lần nước thứ hai là một bên phò Trung Quốc và bên bên chống Trung Quốc, là chúng ta thấy là một cái lần nước thứ hai. Rồi những cái lần nước khác, thí dụ như những cái lần nước mà cái vấn đề mà có tính cách cơ chế là người thì muốn mà gom tổng bí thư và chủ tịch nước lại để tập quyền, người thì muốn tản quyền, là nói rằng chính ông Nguyễn Phú Trọng nói là quyền lực mà không cho tập trung phải tản ra, giống như là ông Nguyễn Văn An nói là vua tập thể, thì là tản ra quyền để mà không ai có cái khả năng quyết định tập trung quyết định lớn được. Thì đó là cái những cái lằn nứt mà chúng ta đã thấy hiện giờ nó càng ngày càng trầm trọng, mà khi những lằn nứt đó nó có thể nó đi tới bể đảng. Dĩ nhiên cái nguyên tắc lâu nay là nó hơi khó, là hồi từ xưa tới nay, nhưng điều đó không có nghĩa là cái xác suất không có, bởi vì nên nó xác suất dù 1% á nó cũng có thể xảy ra. Thí dụ như chúng có gọi là cái game nó gọi là Russian roulette. Russian roulette tức là một cái khẩu súng mà trái khế mà có để một viên đạn thôi, còn năm năm cái chỗ kia là trống, và quay cái trái khế xong rồi để vô màn tang bắn. Nếu mình chơi một lần thôi thì nó không chết, nhưng mà tiếp tục chơi hoài thì bắt buộc phải chết, bởi vì cái xác suất dù có 1% nhưng mà nó sẽ xảy ra. Nếu mình chơi cái Russian roulette, mình cứ quay trái khế mà mình để vô đầu bắn hoài thì phải chết thôi, một lần thì nó sẽ không chết. Thì bây giờ đối với cái đảng cộng sản cũng vậy, đó là lâu nay họ là đánh cho tới gần bể đảng thì họ ngưng, nhưng mà điều đó họ cứ tiếp tục họ đánh hoài thì có lúc nào đó nó bể thôi. Còn cái câu hỏi thứ hai là cái vấn đề mà làm thế nào để vỡ đảng có thể quan tưởng hay không, thì cái vấn đề mà tôi thấy là cái vấn đề nó đến một khi mà nó cái chế độ hay là cái đảng nó tới một cái lúc mà nó không thể cứu vãn được, giống như một cái người mà bị bệnh là ai không muốn uống thuốc, ai không muốn tập thể dục để cho nó khỏe, nhưng mà tới cái lúc mà nó con bệnh nó phải đưa cái thể xác tới chết, thì dù của mình có muốn cho khỏe nó cũng không được. Thì nó bị cái và cái quy luật mà để mà của diệt vong. Thành ra do đó tôi nghĩ là nó không quan tưởng. Còn có cái điểm mà tôi thấy interesting là Hồn Nhiên có nói tới vấn đề bạo động, đừng bạo động. Cái đừng bạo động này tôi thấy nhiều người hiểu lầm vậy, hiểu lầm nhiều. Là cái vấn đề đây á, chủ trương tranh đấu ôn hòa, bất bạo động. Cái điều đó không có nghĩa là cái chuyện đổ máu không xảy ra. Dù chúng ta chủ trương ôn hòa bất bạo động thì cái chuyện đổ máu nó sẽ xảy ra chứ không phải là không xảy ra, nên nhớ cái điều đó. Mà tại sao chúng ta phải chủ trương ôn hòa bất bạo động, là bởi vì cái ôn hòa bất bạo động á, mà cái với số lượng lớn á, là nó đưa tới nó thay đổi được chế độ, bởi vì chế độ nó phải tương nhượng hoặc là nó phải đàn áp, nó chỉ có hai cách thôi. Một chế độ độc tài, khi mà chúng ta có những cuộc biểu tình nó xuống đường 100, 500 ngàn người, 1 triệu người, mà chúng ta rất là ôn hòa, chúng ta không bạo động, thì chính quyền nó chỉ có hai cách thôi, giống như nó phải chấp nhận, nó rút lui, thua, và cái lực lượng biểu tình nó thắng, hoặc là nó đàn áp như Thiên An Môn. Nó chỉ có hai cách thôi, chứ nó đâu còn cách nào nữa đâu. Thành ra chúng ta thấy tại sao mà nhưng mà tại sao chúng ta chủ trương ôn hòa, bởi vì cái ôn hòa mà số đông ấy, chúng ta cũng có cơ hội chúng ta thắng, mà với cái ôn hòa thì là chúng ta mới lấy được cái sự hậu thuẫn của những người khác, cũng như là của những quốc gia bạn, cũng như là có như sự hỗ trợ từ tinh thần tới vật chất để chúng ta đẩy cho cái momentum ôn hòa nó càng ngày càng lớn. Và khi mà cái chuyện đổ máu nó xảy ra là không phải do chúng ta gây ra, mà do chính quyền gây ra, do cái chế độ độc tài nó gây ra. Mà khi do chế độ độc tài gây ra đó, thì là lúc đó nó không còn ổn hòa nữa, đúng không? Nó đâu còn ổn hòa nữa đâu. Mà lúc đó, như chúng ta thấy, thí dụ bữa Chủ nhật hai Tây này là biểu tình 10.000 người không có đổ máu. Nhưng mà giả sử chế độ mà càng quét để có đàn áp, có đổ máu, thì nó không phải là 10.000 người nữa, mà nó là 20.000 người, nó sẽ là 50.000 người, và có thể 100.000 người.
là cái sự đàn áp của chính quyền á, là nó sẽ tăng lên cái số người tham dự. Còn ngay ban đầu chúng ta chủ trương là bạo động á, thì rất nhiều người á, là họ sẽ không xuống đường với chúng ta. Và những cái chính quyền của dân chủ họ không lên tiếng ủng hộ chúng ta là chúng ta thất thế. Chúng ta chủ trương ôn hòa bất bạo động để mà chúng ta lấy số đông và chúng ta lấy cái dư luận quốc tế ủng hộ chúng ta, và chính quyền sẽ đàn áp. Và chính quyền đàn áp thì lúc đó thì giống như ở công viên Mai Đăng ở bên Iran, cuộc biểu tình là ôn hòa bất bạo động, nhưng mà rồi chính quyền đàn áp và nó đổ máu. Và nó đổ máu thì là người ta sẽ dồn vô biểu tình đông hơn nữa, vì lúc đó là có sự bất mãn lớn, một sự căm phẫn ở trong cái quần chúng nó xảy ra, và người ta sẽ xuống đường đông hơn nữa, và chế độ nó phải ông tổng thống ông phải cuốn gió ông chạy 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 gần muốn không kịp. Thì cái vấn đề ở đây là không bạo động, là chúng ta giữ cái thế chánh nghĩa và chúng ta giữ cái thế để cái quy tụ quần chúng xuống đường nhiều cho chúng ta hơn, và để cho những chính quyền của những quốc gia ủng hộ chúng ta hơn. Nhưng mà ôn hòa không bạo động không có nghĩa là không đổ máu. Và cái chuyện đổ máu nó xảy ra là bởi vì chính quyền nó hoặc là nó đàn áp hoặc nó đầu hàng, tức là nó đứt bóng, đứt phim, hoặc là nó đàn áp như Thiên An Môn. Và lúc đó thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái phẫn nộ, và những phẫn nộ nó sẽ đưa tới những cái chuyện mà nó có thể là, mà cái bạo động đó là người ta tha thứ được là bởi vì do chính quyền nó gây ra chứ không phải do chúng ta. Đó là cái chúng ta phải thấy được cái điều đó, chứ không phải là cái chuyện mà ôn hòa là nó không đổ máu. Dạ, xin mời anh Đương Văn Nguyễn ạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Minh Nguyên cho Lạc Việt chia sẻ phần này một chút, rồi sau đó xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Cái chuyện đấu đá nội bộ trong Đảng Cộng sản là cái chuyện rất thường xuyên. Phải nói là rất thường xuyên, Liên Xô cũng có mà Việt Cộng cũng có, mà Trung Cộng cũng có. Và cái đấu đá nội bộ đó nó nằm trong cái khía cạnh là tranh ăn, nhưng mà vẫn giữ cái tinh thần củng cố Đảng. Thành thử ra chúng ta cũng đừng nghĩ đó là những cái mâu thuẫn nội tại, mà nó hoàn toàn đi theo chiều hướng tích cực cho công cuộc đấu tranh, hầu như không có. Chúng nó tranh ăn và chúng nó cũng giữ cái tư thế là củng cố Đảng. Và nếu mà có cái vấn đề mâu thuẫn nội tại và do những cái thượng tầng kiến trúc và hạ tầng sản xuất mà nó chênh lệch với nhau đó, thì ngay cả chúng nó hủy hoại cả cái lý thuyết của nó đi, để nó đi theo thị trường rồi thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Mà bây giờ thì cắt luôn cả cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa thì đối với chúng nó cũng chả sao cả, bởi vì giữa cái lý thuyết đó, chúng nó chỉ là lợi dụng lý thuyết để mà cướp chính quyền và hành xử cái vấn đề cướp chính quyền đó trong suốt chiều dài của cái chế độ cướp chính quyền đó mà thôi. Chúng ta không có trông cậy gì nhiều nếu chúng ta chỉ cứ cố gắng để mà dùng những cái vấn đề đấu đá nội bộ để mà hoang tưởng, thì có lẽ là chúng ta đã là những người đấu tranh hoang tưởng nhất. Do đó mà Lạc Việt vẫn cho rằng người dân phải có cái quyết định, và chính người dân sẽ phải quyết định vào cái tiến trình thay đổi của chúng nó hay là giật sập chúng nó, để ép chúng nó phải vào một cái con đường nào đó. Cái đó là cái sức mạnh của người dân. Ngoài ra cái vấn đề đấu đá nội bộ của nó chỉ hoàn toàn mang tính chất tiêu cực, và người dân khi mà đứng lên tranh đấu bằng cách này hay bằng cách khác, Lạc Việt nghĩ rằng điều đó nó mới là cái khía cạnh tích cực mà hiện nay chúng ta đang là quan tâm và cố gắng hết sức để mà đồng hành thúc đẩy cho cái tiến trình tích cực đó nó được hoàn thành. Có lẽ là một trong những cái việc mà chúng ta làm ở hải ngoại này là chúng ta đang nhắm tới cái phần tích cực, bởi vì chúng ta đang nắm tới những cái một số các cái sức mạnh của người hải ngoại mà chúng ta không biết vận dụng cái sức mạnh đó để mà tạo ra những cái sự thay đổi cho đất nước, mà chúng ta có cái khả năng đó mà chúng ta không làm, hoặc chúng ta không làm được, hoặc chúng ta không chịu làm, thì quả thực là người hải ngoại của chúng ta cũng có lỗi rất nhiều. Nếu chúng ta cứ dựa vào lý thuyết gài hoài mà không quan tâm đến những cái vấn đề mà đấu tranh rất là thực tế, dù cái chuyện thực tế này đôi khi nó là nhỏ mọn nhưng mà nó vẫn là khía cạnh tích cực, mà hễ mà tích cực thì chắc chắn là nó hơn tiêu cực. Vâng, bây giờ thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, xin cảm ơn anh Lạc Việt và cũng xin chào anh Lê Minh Nguyên. Thì tôi cũng thấy bất cứ đường lối đấu tranh nào á, dù chúng ta đi ra lý thuyết hoặc sự dẫn giải nào, tôi nghe tôi cũng đồng ý, tôi cũng nghe được hết á. Bảo đồng ý thì chưa chắc, nhưng tôi nghe để làm gì, để mà nghĩ rằng là ok, có cái sự đồng thuận với của những người họ có tinh thần đấu tranh, đừng có để sự đấu tranh nó mai một đi. Nhưng mà theo tôi thì tôi không có theo quy trình. Với một chuyên gia kinh tế thì hiện đại thì tôi theo dữ kiện nhiều hơn. Đó thì đó những dữ kiện mà tôi sẽ chia sẻ và đồng thời xin ý kiến của anh Lê Minh Nguyên luôn. Thứ nhất là tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, Cộng sản Việt Nam sẽ sụp trầu với một trong ba cái trường hợp sau đây. Cái thứ nhất, như hồi nãy anh nói là Cộng sản Việt Nam nó copy của Trung Cộng. Thì tôi nghĩ Trung Cộng sụp thì Việt Nam phải sụp. Đó. Mà nếu mà quý vị theo dõi cách đây cũng trong vòng tháng vừa rồi thôi đó, thì cái bài nói chuyện của tôi 4 năm trước, không biết đúng 4 năm trước của anh Lạc Việt tôi nhớ, 4 hay 3 năm trước, 3 năm rưỡi trước thì tôi không nhớ. Nhưng đẩy cái thời gian đó thì họ đã circulate trở lại, tức là gửi ra lại trên email rất là nhiều. Thì tôi còn nói đến năm 2020 thì Cộng sản Trung Cộng nó sẽ sụp. Nhưng mà hôm nay đây thì tôi xin thưa là nó sẽ sụp nhanh hơn. Nó sụp nhanh hơn. Bởi vì cho đến giờ này thì nó tiền nó cạn rồi. Nó cạn rồi mà nó phải lo vấn đề quốc phòng, phải lo vấn đề xã hội, lo vấn đề kinh tế, lo vấn đề đầu tư để giữ cái thị trường đó. Nó được cao trên 3.000 nhưng đến qua đến tuần lễ này thì xuống dưới 3.000 rồi. Okay, thì tôi thấy là nó bị đát rồi đó, tức là cái thị trường chứng khoán của Hang Seng, tức là của Thượng Hải Trung Cộng đã xuống 65% rồi, từ 6.001 cho đến bây giờ là 2.009 mấy chục đó. Tôi chưa có trách nhưng mà nó là như vậy. Vâng, chào chị Sếp Mông Sư, chào quý vị. Thì nếu mà Trung Cộng sụp thì Việt Nam nó phải sụp, đó là cái thứ nhất, trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai mà tôi xin đưa đó, mà mấy ông nội, hai ông ứng cử viên mà làm cho chúng ta bị quan đó, đó là bà Hillary Clinton cũng như ông Trump. Nói là sẽ không có ủng hộ cái TPP. Nhưng tôi phải nói thẳng rằng trong cái lĩnh vực nào, chứ trong lĩnh vực kinh tế đó, thì tôi phải nói thẳng đó, hai ông nội này là thành phần ngu, stupid, tôi dám nói rồi đó. Bởi vì cái TPP là cái phải xảy ra, phải có và phải được chấp hành, chấp thuận. Tại sao tôi dám nói như vậy? Thứ nhất, đó, tôi nói thẳng với quý vị là Hoa Kỳ họ đi cái đường rất là ngoạn mục thật đó. Cộng sản nó sụp hết tất cả các bên phía khác rồi, bây giờ còn có bên Á Châu thôi. Thì ba nước Cộng sản nó nằm bên ngay bên Á Châu, Việt Nam, Lào, xin lỗi, Việt Nam, Trung Cộng và Bắc Hàn nằm ngay đó. Làm sao có bỏ được, đó cái thứ nhất. Cái thứ hai mà tôi nói ra đó, cái TPP nó gồm có ba cái mục tiêu chính. Cái mục tiêu thứ ba tôi không muốn nói dài dòng tại đây, tôi chỉ nói hai mục tiêu thôi. Là cái mục tiêu thứ nhất đó, là vấn đề copyright, tức là vấn đề bảo tồn những cái sự phát minh đó, thì cái đó là được nó gạt Trung Cộng ra ngoài cái vấn đề tham gia, là điều thứ nhất, là cô lập Trung Cộng. Đó chưa kể tôi nói đến cô lập Trung Cộng là có cả Ấn Độ và Nhật Bản trong đó, bởi hai cái quốc gia này cũng sẽ trở thành cường quốc trong tương lai, hoặc là đã là cường quốc rồi muốn trở lấy vị trí số 2 như ông Nhật Bản trở lại, đó là ví dụ. Cái chuyện nó xảy ra đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, cái lý do thứ hai mà TPP xảy ra đó là Cộng sản đó, họ đã sử dụng công. Bây giờ vấn đề nhân công, bảo vệ những quyền lợi cho nhân công, nếu Hoa Kỳ đi ngược lại cái chủ trương đó là đem quyền lợi của nhân công lên để dẹp chế độ Cộng sản, chỉ có vậy thôi, là điều thứ hai. Điều kiện thứ ba hơi dài dòng, tôi không giải thích vội, lý do không đúng đắn bây giờ đây, và nó không nằm trong yếu tố đó. Điều đó, và tại sao tôi nói cái TPP sẽ làm cho Cộng sản Việt Nam sụp đổ? Bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng đó, trong cái TPP là không có anh Cộng sản, nó hết ngoài anh Việt Nam. Thì trong đó anh Việt Nam có lãnh trời đi nữa, anh cũng sẽ để mấy quốc gia nó quay anh Việt Nam phải thay đổi. Cái vấn đề chính của chúng ta đó, tôi dùng cái thay đổi đây là có sụp đổ cũng là thay đổi, mà thay đổi theo chiều hướng của nó, giống như kiểu Putin ở bên Xô Viết, bên Liên Xô, Nga Xô đó, cũng là thay đổi. Okay, thì tùy theo chúng ta làm việc như thế nào. Đó. Thì hai chuyện nó sẽ thay đổi. Và theo với tôi cũng không hài lòng với hai trường hợp đó. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta phải tùy thuộc vào TPP. Và tại vì chúng ta phải thuộc vào Trung Cộng sụp đổ. Đó. Cái điều thứ ba mà tôi nói, tôi thấy đó, mà chúng ta làm được. Thứ nhất, chúng ta thấy anh Lê Minh Nguyên cũng nói rằng Nga số nó sụp đến hết tiền.
lương lông ngâu lương lửa cũng hết tiền à, rồi bây giờ chúng ta thấy trong nước cũng vậy, dân nó nổi lên vì không có tiền, và bây giờ đây Vũng Áng Hà Tĩnh nổi dậy cũng vì đói khổ xảy ra, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Mà nếu mà chúng ta giảm người tiền về Việt Nam, mà Việt Nam không có ăn nhậu nhiều để tạo cái máy lực đó, và Việt Nam không có tiền để hối lộ cho mấy anh công an đứng dọc đường đó, thì công an nó không đứng dọc đường, và lúc đó dân chúng ta nổi dậy rất là nhanh. Đó là những cái điều mà tôi nhìn thấy rất rất rõ ràng. Thì cái hành động mà chúng ta sẽ làm được là giảm người tiền về Việt Nam, giảm du lịch cho Việt Nam, không du lịch cho Việt Nam, đó là cái điều tiên quyết và sự hữu hiệu nhất để mà chúng ta dẹp cái chế độ cộng sản và trong cái quyền lực của chúng ta nữa. Đó. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ ràng, cộng sản bên nó cướp nhau cũng vì tiền, chứ không phải vì quyền lực đâu, nó vì tiền. Đó. Gửi ra thân, gửi thân nhân ra nước ngoài cũng vì có tiền, hối lộ đi qua Mỹ này cũng có tiền. Quý vị thấy họ đăng lên những Nguyễn Xuân Phúc này kia, ông này ông kia toàn là đăng tiền không, chứ đâu có đăng là chủ thuyết cộng sản đưa nó nước ngoài đâu. Nó đâu có nói là chủ quyền cộng sản để mà ra nước đưa Nga Xô Trung Cộng đâu. Nó qua theo tư bản có tiền, và tiền nó dài ra, chúng ta cung cấp. Trước năm 75 nữa, 370 triệu chúng ta bị cúp, chúng ta chửi Mỹ là bị mất viện trợ. Bây giờ hàng năm chúng ta gửi về hàng tỷ, thì nói cộng sản nó chết chết sao được. Cộng sản không chết được khi mà chúng ta gửi bật tỷ. Đối với Mỹ họ không quan tâm tỏ với nó. Với cái số tiền 18.000 tỷ, với số tiền mà gia tăng cái máy lực, gia tăng cái GDP một lợi tức hàng năm là 3% mà 540.000 tỷ, thì tụi nó Hoa Kỳ không quan tâm. Nhưng mà với chúng ta đó, một vài tỷ rất là lớn quý vị. Tôi hồi xưa đó tôi thật gì, tôi nhìn 5.000 đồng rất là lớn, 1.000 đồng rất là lớn. Nhưng bây giờ thời biến nó tiến triển, tôi nhìn 100.000 chưa chắc đã lớn. Tôi nói thật quý vị như vậy. Thì đó là cái mà tôi chia sẻ là thì chúng ta thấy được những cái sự thực tế rất là rõ ràng là vấn đề không có thật thì không có vực được đạo. Hà Tĩnh bây giờ nổi dậy cũng vì đói khổ mà thôi. Tại vì họ biết rằng là nếu không nổi dậy bây giờ thì trước sau họ cũng sẽ chết. Và chết bây giờ còn hơn là chết vì đã đói. Điều chắc chắn là như vậy. Chúng ta hải ngoại chúng ta tích cực để mà yểm trợ được cái chuyện đó đó. Làm cho thế nào cho người dân trong nước phải nổi dậy đấu tranh tất cả từ đầu đến cuối, từ Bắc xuống Nam. Với Bắc thì khó khăn. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì miền Bắc đó, họ bất mãn chế độ này. Nhưng mà anh Lạc Việt cũng vừa mới nói đó, họ bất mãn cho họ muốn chế độ này nó sụp. Bởi vì nó sụp nó sẽ mất hết tất cả, nên nó muốn sụp. Nhưng mà cái khối lao động ở miền Bắc nó cũng khó. Mình làm sao là vận động để giảm bớt tiền về. Và tôi tin thì họ sẽ sáng mắt được chuyện đó bởi vì sự cực khổ của họ ở hải ngoại. Và điều thứ hai là những người dân miền Nam của chúng ta, cái đồng tiền chúng ta gửi về dù là ít đối với chúng ta, nhưng mà tôi xin thưa với quý vị, tôi lặp đi lại rất nhiều lần. Bên Trung Cộng bây giờ đó, 650 triệu người xài có 2 đồng một ngày, 2 US đô la một ngày thôi. Chúng ta gửi về 200 đô la đó là gần 7 đô la một ngày. Gần 7 đô la một ngày. Chính vì thế nên tôi xin thưa đó, tiền nó dư sức để mà chúng ta hối lộ, tiền nó dư sức để cho tham nhũng, và tiền nó dư sức để cho bọn công an cán bộ đứng đầu đường xó chợ để mà còn thu hút được. Còn nếu mà chúng ta không có tiền làm chuyện đó, nó không thèm đứng đầu đường cho chợ đâu. Tin tôi đi. Không thèm đứng đầu đường. Tại sao nó lấy không được, nó lấy làm chi? Đó là cái điều mà tôi thấy rất là rõ ràng. Okay. Thêm vào đó, thôi. Không có thời giờ nhiều. Vâng. Thì tôi chỉ chia sẻ với quý vị trong cái giai đoạn đó thôi. Còn vấn đề làm hay không, phương pháp thế nào, thì những người đấu tranh chúng ta cần phải làm. Và với tôi đó, yes, lĩnh vực nào cũng tốt thôi. Nhưng mà tôi đó, thì tôi thấy là cắt được cái sự tiếp máu cho cộng sản, cắt được sự tiếp máu trong nước, mà đồng bào trong nước sẽ không chết đâu quý vị. Tin tôi đi, không chết rồi. Tôi dám, bởi vì thân nhân của tôi có cả trong Bắc lẫn Nam, và tôi biết họ không chết. Tôi biết họ không chết. Tôi có theo dõi thường xuyên trong đó và tôi biết họ không chết. À. Thì tại sao vậy? Thì cái khó nó bó cái khôn quý vị. Họ làm được nhiều chuyện lắm. Và bây giờ họ biết là khó khăn hơn, nhưng họ cũng chưa có xin nữa. Họ chưa có xin nữa. À, tôi nói thật như vậy. Nó có xin tôi cũng cho nữa. Và mấy đứa em tôi cũng không cho nữa. Dù là tụi tôi có tiền. Nói thật như vậy. Thì đó là cái mà tôi chia sẻ để quý vị thấy. Chúng ta phải thức tỉnh. Chúng ta phải thức tỉnh mà rồi. Còn ngoài ra đó, chúng ta không thức tỉnh đó. Chính những khi mà Trung Cộng nó vào miền Nam Việt Nam, khi mà cái sự chính sách đồng hóa mà biến thành tỉnh lỵ đó, khi mà người dân Trung Cộng được di chuyển một cách tự do trên cái đất nước mà Việt Nam trở thành một cái tỉnh đó, thì tôi xin thưa,
dân Việt Nam sẽ chết vô cùng dã man, chứ không phải là như Tấn Cương Tây Tạng đâu quý vị. Tại vì Tấn Cương Tây Tạng nằm trong cái vị trí ở phía trong hẻo lánh xa xôi ở về vùng trung của nước Mỹ, tương đương Trung Cộng. Còn Việt Nam của chúng ta nằm ngay ở cái bờ biển Thái Bình Dương, mà trong vùng không khí trong lành xảy ra. 1% của nó đi xuống là tôi xin thưa 100 triệu người. Và với 90 triệu người chúng ta đang ở đó, dù là cái lều đó thì cũng không có đủ chỗ để nó ở đâu. Chính vì thế nó sẽ giết hết tất cả để mà lấy tài sản, lấy bất động sản, chứ không lấy tài sản, lấy bất động sản. Tại sao tôi lấy bất động sản? Tại vì như vậy nó sẽ không có người để sau này trở về đòi nhà của nó nữa. Giống như hồi năm 75, Cộng sản Việt Nam nó đuổi người ta về công ty mới, họ về họ đòi. Bây giờ nó giết hết để khỏi đòi. Ok, nhưng nó giết hết thì cũng quá đáng, cũng nói về hơi quá đáng. Nó giết, chỉ giết người già, người đàn ông người kia với người già đó thôi. Thế còn nít với đàn bà, con gái nó sẽ giữ, giữ làm gì? Con nít để làm nô lệ cho nó, con đàn bà để làm gì, con gái để làm gì? Để làm chơi trao đổi tình dục cho tụi nó, và cũng như là để làm vấn đề gọi là sinh đẻ đồng hóa nước Việt Nam. À, sinh hoạt đồng hóa cho con tàu cho nó nhanh. Nếu mà quý vị qua tàu, quý vị thấy rõ ràng chuyện đó. Những cái chuyện xảy ra rất là rõ ràng. Thí dụ một người con dâu Việt Nam đi qua tàu đó, 7-4-5 người đã ngủ với 4-5 người trong thân nhân, trong họ hàng gia đình của họ, chuyện nó sẽ lại đâu. Đó là chưa kể đến quý vị nếu qua tàu quý vị thấy đó, những trung tâm hiến tinh trùng, tức là trung tâm đã nôm na là thủ dâm những người đàn ông để đừng có bị khủng hoảng sinh lý đó, mọc đầy những trong cái thành phố lớn của nó. Để làm gì? Để giải quyết cái vấn đề khủng hoảng sinh lý của hơn 2 triệu người đàn ông Trung Cộng không có đàn bà để lấy vợ. Ok, tình hạng xã hội của Trung Cộng rất là hối loạn như vậy ngay tại đất nước của nó, chứ đừng có nói đến đất nước mai sống tương lai ở Việt Nam. Đó là tôi chia sẻ. Thì tôi xin nhường máy lại cho quý vị anh Lạc Việt, hoặc là nếu mà anh Lê Minh Nguyên có thêm ý kiến thêm cho tôi sẵn sàng học hỏi. Ok, còn không tôi nhường máy lại. Cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương. Và bây giờ xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên chia sẻ phần cuối này, và cũng cho đôi lời để đúc kết cái buổi hội luận hôm nay. Xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Cảm ơn anh Đặc Việt và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương với những chia sẻ đó. Trước khi tôi chia sẻ và đúc kết đó, thì hồi nãy tôi có thấy anh thanh niên quốc nội có hỏi câu hỏi mà thật tình tôi có viết xuống đây, nhưng mà tôi cũng không có rõ câu hỏi này lắm. Tôi đọc lại thì thấy là anh hỏi là thượng tầng cộng sản, hạ tầng Việt Cộng, phủ định cộng sản, khẳng định Mác Lê. Vậy thực tế thì cái quy trình nó đổ thực tế là cái gì vậy? Thì tôi cũng hơi thú thật là bị confused với câu hỏi này, vì tôi không rõ lắm. Vì có lẽ là lỗi, có lẽ là tôi không có nói cho nó rõ ràng về cái biện chứng của cộng sản. Đây là tôi nói, khi nói về biện chứng cộng sản là nói cái lý thuyết mà dựa vào cái lý thuyết đó, cộng sản họ nắm quyền, họ cai trị chúng ta. Họ cũng cộng sản hiện giờ, nếu mà họ bỏ cái lý thuyết họ thì họ không còn cái gì để họ nắm quyền, họ phải trả quyền lại cho dân. Thành ra họ phải nắm, họ phải ôm cái lý thuyết của họ để mà họ nói cái đó là cái chánh đáng tính để họ họ nắm quyền. Bởi vì họ không có cái đó thì họ không có lý do. Thì tôi nói lại cũng ngắn thôi, đơn sơ thôi, một cách một dễ hiểu là hạ tầng là cái phía dưới mà thượng tầng cái ở trên. Mà cộng sản nói là cái hạ tầng nó chi phối cái thượng tầng, cái phía dưới nó là cái chất liệu, cái vật liệu như thế nào thì nó sẽ tạo cái phía trên là cái thế đó. Thì nói là cái hạ tầng mà cộng sản nói là cái hạ tầng là cái hạ tầng cái quan hệ sản xuất. Cái quan hệ sản xuất thì nó chi phối cái thượng tầng chính trị, tức là chế độ. Cái quan hệ sản xuất thì trong cái quan hệ sản xuất đó nó có cái quan hệ sản xuất để mà nó tạo công ăn việc làm cho người ta. Thí dụ ông Angen, thì ông nói rằng muốn người ta có pháp lý, người ta có chính trị, người ta có văn hóa thì đầu tiên người ta phải có cái ăn mặc và ở cái hả, có ăn có mặc có ở, thì có cái từ cái đó nó mới định hình ra những cái kia. Thì đó đó là cái mà ông Angen ông nói cho dễ hiểu. Thì họ dùng cái lý thuyết đó để họ nói rằng cái hạ tầng nó quyết định cái thượng tầng.
Thành ra điều đó tôi muốn nói là cái hạ tầng của ông cộng sản bây giờ nó thay đổi mà cái thượng tầng nó không thay đổi. Thành ra do đó đã tới lúc cái thượng tầng nó phải thay đổi hay là nó sụp đổ. Cái hạ tầng hồi 1945 họ nắm quyền cho tới 1986 là cái hạ tầng là của một cái nền kinh tế bao cấp. Với cái hạ tầng nền kinh tế bao cấp thì cái thượng tầng nó là chuyên chính vô sản. Và tới 1986 cho tới khoảng 2007 thì là nó thêm cái phần là nó không phải là kinh tế bao cấp nữa mà nó có là cái hạ tầng nó là có được người dân được tư sản rồi. Tư sản nhưng mà nó vẫn còn cái là kiểm soát bởi cái chủ nghĩa cộng sản thì là nó bắt đầu lai căng, cái hạ tầng bắt đầu lai căng. Và từ 2007 cho tới bây giờ nhất là bắt đầu vào TPP thì cái hạ tầng nó không phải là cái bao cấp nữa mà nó là nó trở thành là cái tư sản thường trú, tức là cái hạ tầng của một cái chế độ tư bản. Thì là với cái lý thuyết của họ thì nó phải đưa tới cái thượng tầng nó phải thay đổi qua một chế độ không phải là cộng sản nữa. Thì đó là do đó mà đã tới cái lúc mà cái thượng tầng nó phải thay đổi hoặc là cái thượng tầng nó phải sụp đổ. Đó là cái điểm mà tôi muốn nói về cái lý thuyết của họ. Chờ còn bởi vì câu hỏi này có thể tôi đọc tôi không hiểu á. Thì trở lại trường hợp của tiến sĩ Lương thì vừa chia sẻ thì cái đây là thực tình, và tôi cũng đồng ý với tiến sĩ Lương là đây là cái sự sinh tồn của dân tộc. Mà cái sự sinh tồn của dân tộc rõ ràng là cái dân tộc ta bị đe dọa. Mà cái đe dọa mà rõ ràng trước là đã xảy ra là miền Trung, là cái vấn đề mà Formosa đã làm cho là cả 100.000 người họ bắt đầu họ bị cái cuộc sống của họ bị dụ, tương lai coi vô định. Thì cái vấn đề là tóm lại là tôi chủ trương là cái vấn đề mà thay đổi đây là tôi không bao giờ chủ trương là để cho cộng sản họ tự thay đổi, mà tôi chủ trương là chúng ta phải đứng lên để làm cái chuyện thay đổi đó. Bởi vì cộng sản bản chất của họ để họ xây dựng cái chế độ đó là họ không cho thay đổi cái chế độ, và nếu có thay đổi xảy ra do những cái mâu thuẫn nội tại thay đổi xảy ra thì thay đổi theo cái điều mà họ muốn chứ không phải thay đổi theo cái điều mà chúng ta muốn. Do đó cái thay đổi mà chúng ta muốn là phải do chúng ta làm, chứ còn thay đổi mà để cái mâu thuẫn nội tại nó xảy ra để họ làm thì họ sẽ làm giống như Nga, họ sẽ làm giống như ở Ukraine dưới thời ông Yanukovych. Do đó một cách dứt khoát là chúng ta phải đứng lên, chúng ta phải làm cái chuyện thay đổi đó. Và khi làm cái chuyện thay đổi đó đó mà nếu mà thay đổi qua cái kinh nghiệm ở ở Liên Xô, tức là Nga và Ukraine đó, thì những cái người mà cũ của chế độ cộng sản đó là không thể làm lãnh đạo, bởi vì những người đó lãnh đạo đó, thì chắc chắn là nó sẽ không đi tới dân chủ. Bởi vì cái bằng chứng hiển nhiên đó đã xảy ra rồi ở Nga cũng như ở Ukraine cũng như những nước Đông Âu, những người cộng sản cũ mà lên lãnh đạo đó, là cái đất nước nó vẫn đi qua cái hướng khác chứ nó không thể đi qua cái hướng dân chủ được. Tiến sĩ Lương thì có thể nghĩ rằng cái Việt Nam là Trung Quốc sụp thì Việt Nam sụp, mà tôi nghĩ rằng cái Việt Nam có thể sụp trước Trung Quốc chứ không 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 phải là môi hở. Thì dĩ nhiên sụp trước thì nó răng lạnh, Trung Quốc không muốn Việt Nam sụp trước thì nó ảnh hưởng vô Trung Quốc cũng như, nhưng mà cái chuyện đó ở Trung Quốc cũng đâu có muốn Miến Điện thay đổi dân chủ qua dân chủ được. Hồi thời Liên Xô thì Liên Xô đâu muốn Ba Lan làm con nước mà sát cạnh mà Liên Xô mà cặp nách được, mà Ba Lan thay đổi được. Thì do đó mà tôi nghĩ là cái vấn đề mà Việt Nam thay đổi không cần phải chờ cho Trung Quốc sụp thì Việt Nam cũng có thay đổi được. Nói chung là tôi nghĩ là cái tình trạng Việt Nam đã chín mùi cho cái sự thay đổi. Và cái sự thay đổi đó do chính và người dân đứng lên để làm cái chuyện thay đổi đó chứ không phải do cộng sản làm cái chuyện thay đổi đó. Đó là cái nhìn của tôi. Thì thời điểm đây là cái thời điểm chúng ta phải thật sự quan tâm tham dự và chúng ta phải tích cực để mà thúc đẩy cho cái tiến càng tốt. Và chúng ta
nên lạc quan và chúng ta không bi quan, bởi vì thật sự dân tộc của chúng ta rất nhiều, những chúng ta rất là năng động, rất là thông minh, rất là cần cù, và với một cái dân tộc như vậy nó không thể nào nó nằm trong một cái chế độ chính trị như hiện tại được, và nó phải vùng ra. Và cái sự vùng ra đó là chúng ta, nếu mà chúng ta tích cực thì nó sẽ giải quyết được cái chuyện này trong cái thời gian tôi nghĩ là cũng không xa lắm. Tôi không thể nói được bao nhiêu, nhưng mà như tôi có trình bày, nó có thể là nó không có đếm bằng thập niên mà nó đếm bằng năm tháng. Đó là những cái điều mà hôm nay tôi được hân hạnh chia sẻ cùng tất cả quý anh chị, và hy vọng tới đây thì thời giờ cũng đã hết. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn anh Lạc Việt, cảm ơn tất cả quý anh chị trong diễn đàn đã quan tâm và tham dự cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và chúng ta hy vọng rằng một ngày không xa chúng ta sẽ gặp nhau ở Việt Nam, chứ không phải là chúng ta nói về cái vấn đề xây dựng đất nước, chúng ta không còn nói về cái chuyện là làm sao phải dập sập chế độ cộng sản nữa, bởi vì lúc đó chế độ cộng sản đã sập rồi. Xin cảm ơn quý vị, giờ xin trả máy lại cho anh Lạc Việt. Lạc Việt xin thay mặt cho chương trình hội luận 8406 chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Minh Nguyên đã đến với chương trình hội luận 8406 với cái đề tài là cái tiến trô, và chắc chắn Việt Nam không thể nào thoát khỏi cái định luật tương tự. Vâng, và bây giờ thì Lạc Việt cũng xin chia sẻ một thông tin rất là nóng ở tại địa phương mà Lạc Việt sinh sống. Cộng đồng người Việt ở tại Vancouver này có tiếp đón học giả Đỗ Thông Minh để nói chuyện về thời sự Việt Nam, đặc biệt là focus ở trên Biển Đông và cuộc tranh đấu tại Vũng Áng, cũng như cái một trong những nguyên tắc xây dựng của các chế độ cộng sản trên toàn cầu. Nó cũng tương tự một phần nào giống như cái đề tài hôm nay, luận hôm nay. Và cái điều đáng quan tâm và đáng khích lệ cho cái cộng đồng người Việt ở đây là trong buổi nói chuyện này thì cái cuộc biểu tình của bà con ở tại Hà Tĩnh với cái con số lên tới 15.000 người hay 17.000 người, và ngay tuần trước thì hàng ngàn lá đơn cũng đã được nộp lên ở trong các cái cơ quan công quyền của nhà nước. Hai cái hiện tượng biểu tình đông người mà các cán bộ công an phải bỏ chạy, và hàng ngàn cái lá đơn sẽ đã nộp khoảng 600 rồi, thì có lẽ là con số sẽ tiếp tục lên tới hàng ngàn lá đơn sẽ là tràn ngập các cái cơ quan công quyền của nhà nước Việt Cộng. Đây là hai cái sự kiện lớn nhất mà ngay ngày hôm nay và trong tuần qua đã xảy ra, cũng đã làm khích lệ cái tinh thần của bà con ở tại Vancouver này. Thành thử ra bà con Vancouver này, như chúng ta cũng đã biết trong cái công cuộc biểu tình, hàng mười mấy ngàn người như vậy, mà có nhiều giáo xứ thì rất xa, chứ không phải là giáo xứ nào cũng là chung quanh cái vùng Vũng Áng đâu. Rồi cái vấn đề kiện thì lại còn phải đưa lên đi xa hơn nữa, mà nghe nói là tới 200 cây số lận. Mà bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng coi, 1.000 đồng bào mà đi 200 cây số phải mướn khoảng 20 chiếc xe đò, thì 20 chiếc xe đò đó tốn bao nhiêu tiền, và phải làm hàng nhiều trăm cái banner biểu ngữ như thế thì tốn bao nhiêu tiền. Và cái vấn đề mà phải thực hiện hàng ngàn lá đơn như thế thì hỏi là bao nhiêu người phải phục vụ để viết lá đơn đó. Mà chắc chắn là chúng ta biết là làm cái gì nó cũng phải có một chút tài chính, điều đó là điều đúng. Thành thử ra cái vấn đề chúng ta kêu gọi không có nuôi Việt Cộng là việc chúng ta kêu gọi trên cái vấn đề lương tâm. Và chúng ta thấy cái tiền nào là cái tiền về Việt Nam nó nuôi Việt Cộng thì chúng ta hiểu được đó là cái một trong những cách để chúng ta chống cộng. Nhưng còn chúng ta phải yểm trợ tinh thần cho người đấu tranh, và cái tiền này nó đi vào đấu tranh thì đây cũng là một lĩnh vực chống cộng.
trên nguyên tắc mọi lĩnh vực chống cộng, làm sao cho việc cộng sụp đổ nhanh gọn thì là đều là việc chúng ta phải làm. Chúng ta không nên tranh luận với nhau một cách quá gắt ghe, quá khắt khe về cái vấn đề này. Cả hai cái vấn đề đừng nuôi Việt cộng, và cả hai cái vấn đề, trong đó có cả cái vấn đề chúng ta phải yểm trợ những công cuộc đấu tranh trong quốc nội, là cả hai việc chúng ta cần phải làm, và chúng ta sẽ phải làm theo lương tâm của chúng ta. Do đó mà Lạc Việt thấy rằng ngay cả cái vấn đề mướn xe cũng có thể lên tới 400 triệu đồng Việt Nam một lần. 400 triệu đồng Việt Nam một lần. Và bao nhiêu tiền làm banner biểu ngữ đó? Người Hà Tĩnh, người Vũng Áng đã không còn đủ tiền ăn thì làm sao có tiền để mướn xe, làm sao có tiền để viết banner, viết biểu ngữ để có một cái cuộc biểu tình thành công như thế. Cái sự tổ chức nó phải là rất là quy mô. Do đó cái người Việt ở Vancouver đã cảm thông được với những người đang đấu tranh trong quốc nội, thành thử đã quyên góp được một số tiền đáng kể so với số người tham dự, chỉ có 50 người, khoảng 50 người. Nhưng mà tất cả là ngay cả tất cả đã có đóng góp được một số tiền khoảng 2.000 đô, trên 2.000 đô. Và tất cả những tiền bán sách của học giả Đỗ Thông Minh đều đóng góp vào trong cái quỹ này hết. Và cái quỹ này sẽ được gửi đến cho tại giáo phận Vinh để tiếp tục thực hiện những công cuộc biểu tình, tiếp tục thực hiện những chuyến xe chở người đi hàng 200 cây số để mà nạp đơn tràn ngập tất cả các cơ quan công quyền của nhà nước Việt cộng. Đây là một cái cuộc đấu tranh mới, và cái cuộc đấu tranh này đang khích lệ tinh thần của đồng bào khắp nơi trên thế giới và cả trong quốc nội nữa. Và như Lạc Việt nói lúc nãy, công cuộc đấu tranh này, vụ Formosa nó xuất hiện như là một cái cuộc chiến đấu cuối cùng để mà giật sập chế độ cộng sản này. Vâng, tất cả những cái sự chia sẻ đóng góp của chúng ta cho cái công cuộc đấu tranh mới đang xảy ra tại quốc nội rất cần thiết. Thành thử ra tại mỗi địa phương của quý vị, nếu có cái chỗ nào mà người ta đang là kêu gọi cái sự yểm trợ tinh thần của chúng ta đóng góp vào công cuộc đấu tranh này bằng những hình thức rất cụ thể, chúng ta nên tham gia và đóng góp để cho những cái công cuộc biểu tình không phải là chỉ còn có 17.000 người. Và nếu mà chúng nó đàn áp thì đây cũng là cơ hội tốt để nó thành 20.000 người, 50.000 người và hàng trăm ngàn người, hoặc lên tới con số 1 triệu là cái con số mà Linh Mục Đinh Hữu Nam có thể là rất là confident để nói rằng con số này là con có số có thể khả năng, nếu mà công cuộc đấu tranh này nó theo cái chiều hướng như hiện nay, và nếu mà Cộng sản Việt Nam đàn áp thì là một cái cơ hội tốt để cho cái sức bật của người Việt Nam được vươn lên một cách mạnh mẽ. Và bây giờ thì cuộc hội luận đã đến phần đúc kết. Chúng tôi xin được mời tất cả bàn tay của quý vị tặng những bó bông thật là tươi thắm, đặc biệt cho những người đang đấu tranh trong quốc nội, mà thật là đặc biệt cho những người tham gia cuộc biểu tình 17.000 người biểu tình vừa qua tại Vũng Án, và hàng ngàn lá đơn đang được kiện lên nhà cầm quyền Việt cộng. Tất cả những người này là những người rất xứng đáng để mà chúng ta yểm trợ bằng tinh thần, bằng những bó bông, và yểm trợ ngay cả bằng vật chất để cái công cuộc đấu tranh của họ nó có những cái tác động thật là rõ ràng. Vâng, xin mời các bạn tiếp tục tặng những bó bông cho tất cả mọi người đang đấu tranh trong quốc nội qua một bài hát rất quen thuộc, hát cho ngày Sài Gòn quật khởi, hát cho ngày Vũng Áng quật khởi, hát cho ngày toàn dân Việt Nam quật khởi, và một ngày hội lớn của dân tộc hy vọng sẽ được xây dựng bằng bàn tay của những người trong quốc nội và cả của những người là những người hải ngoại chúng ta. Con của mẹ Việt Nam, ngay trong đô thành hoàng qua sông người ca thôn làng, từ vùng sông khô hay hôm đêm từ trải dài trên miền quê, từ không vùng trời tận cùng thế giới. Với những người con của mẹ Việt Nam, ngay trong quê người từng lớp sóng tranh đấu thôn làng, tràn từ đồng đông đông ba miền tràn về tận ngã xôi.
trời. Em cùng mình đứng xuống những đồi Sài Gòn xưa cho cô quen, dẫu những bước chân về tự do không lý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.